Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 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 Namo tassa Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tisarana saraṇaṃ paripunnaṃ. Bānāti bātā veramani sikkha padaṃ sammadhiyāmi. Adinna dana veramani sikkha padaṃ sammadhiyāmi. Adinna dana veramani sikkha padaṃ sammadhiyāmi. Kame sumecca cara veramani sikkha padaṃ sammadhiyāmi. Musāvādā veramani sikkha padaṃ sammadhiyāmi. Surāmerasamaccappamadaṭṭhāna veramani sikkha padaṃ sammadhiyāmi. Imani banja sikkha pada satukan katoa abama de nanicca kalang samarakitabang. Silena sukatin janti silena foga sambada silena nibutin janti tasma silang viso thadye. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài kinh Chánh Kiến, cái phần thức á, phần nguyên nhân á. Bữa nay chúng ta cố gắng kết thúc cái bài phần thức này với lại phần hành sankhara với lại avijja. Thì cái phần thức á, trong Chánh Kinh là Chánh Kinh nói là thế nào là thức, thế nào là tập khởi của thức, thế nào là đoạn diệt thức và thế nào là con đường để đến đoạn diệt của thức. Thì Ngài Sariputta trả lời như là có 6 loại thức, tức là nhãn thức, chắc khú bình nhanh năng, nhĩ thức, sâu tá bình nhanh năng, tỷ thức, gai ná bình nhanh năng, thiệt thức, di ha bình nhanh năng, thân thức, ca giá bình nhanh năng, ý thức, mano bình nhanh năng. Ngài Sariputta cũng trả lời là từ tập khởi của hành đó, có tập khởi của thức, và từ đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức. Và bát chánh đạo 8 ngành đưa đến đoạn diệt thức, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là lời của Ngài Sariputta, Ngài Sariputta, Ngài giải thích. Thì cái đó đó mình phải Sư sẽ giải thích chi tiết từng phần sâu sắc hơn. Thức cái Bali gọi là Vinyana. Ở đây chữ Vinyana đó nó phân tích từ cái từ ví với lại cộng với cái Nhana. Nhana có nghĩa là cái sự hiểu biết. Còn ví ở đây đó là cái sự đặc biệt, tức là sự hiểu biết một cách đặc biệt. Trong cái thức á, ý nghĩa của thức có 4 cái ý nghĩa về thức. Thứ nhất là về trạng thái đó, tức là thức ở đây nó biết cảnh. Phận sự đó là nó hướng đạo cho cái tâm sở và sắc nghiệp. Và cái sự thành tựu ở đây là nó nói liền, chặn trước, chặn sau. Nó nói liền đây đó là cái thức, ví dụ nó nói liền giữa chặn trước chặn sau ngay lúc mà tâm tục sinh rồi chặn sau. Ví dụ tâm tự, tâm tục sinh, cái thức nó nói liền, bát tí sanh đí, khoảng đó. Nó có cái thành tựu của nó nói liền cho cái thức tiếp theo một cái khi mà kiếp sống mới. Cái nhân gần đó là có hành. Có cái hành là sankhara đó. Sankhara đát tha năng. Hoặc là một cái cảnh. Đức Phật Ngài nói là ví dụ như ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Thường là các pháp ở đây đó có nghĩa là về tâm sở và sắc nghiệp. Tâm sở sắc nghiệp ở đây đó có sự là cái sự nói liền, tức là có sự nói liền là sao? Tức là khi mà cái tâm này diệt đi thì cái tâm khác sanh lên ngay liền, nó không có gián đoạn. Tức là khi mà cái kiếp sống cũ nó vừa dứt thì một kiếp sống mới nó tiếp theo đó. Kiếp sống cũ khi mà chúng ta tâm mà tâm tử, vừa tử thì một tâm sanh lên nói liền, nó thành cái tâm tục sinh. Và tâm sanh lên đó, tâm tục sinh đó, bát tí sanh đí, cái đó cũng là tầm một cái hộ kiếp cho một kiếp sống mới. Cho nên nó nói liệp kiếp sống mới. Và cái tâm nói liền hai kiếp sống cũ và kiếp sống mới đó, có tên là bát tí sanh đí vinyana. Có thể là ý nói là cái thức ở đây nói liền giữa cái thức mà nói liền cái thức tục sinh đó, nói liền với nhau. Thì trong cái đó nó có hành ở đây đó, sankhara là nó có nghiệp mày đó ở tạo do từ quá khứ. Và nghiệp ở đây nó có gồm là thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp. Thiện nghiệp đó là gọi là phúc hành, mà bất thiện nghiệp gọi là phi phúc hành. Phi phúc hành. Cái thức này đó nó có vật, nó có bất vật. Ở đây là trong cái mà ngũ ẩn đó, tâm khi mà cái tâm sinh lên đó nó nương trú vào vật. Cái tâm thức mình đó, nó nương trú vào cái vật. Và cái điều kiện đó, trợ giúp cần thiết cho vật cũng là một cái điều kiện đó. Nó trợ giúp cho cái tâm nó sanh lên. Cũng như cái tâm nó bắt cảnh đây là cái vật. Ví dụ nó thấy cái vật đó mới đọc tâm thức nó sanh lên vậy đó. Ví dụ như cái nhãn vật nó giúp cho cái nhãn thức sanh lên. Còn cái nhĩ vật cũng vậy luôn, nó giúp cho nhĩ thức sanh lên. Còn cái sắc ý đó, nó trợ giúp cho cái mà ý thức sanh lên. Cho nên ở đây nó có 6 cái vật ý trợ giúp cho 6 cái thức nó sanh khởi. Và trong đó, nó phải cần thiết phải có cảnh. Tại vì tâm nó luôn luôn nó biết cảnh. Cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Thì nói về thức nó có 6 loại thức. Thứ nhất là nhãn thức. Nhãn thức quý vị biết rồi ha. Nhãn nhị tỷ thiệt thân thức. Nhãn thức ở đây là chakkhu vinyana. Tức là nhãn thức ở đây đó là do cái biết nương vào mắt. Hay là cái thức mà phát sinh nương trú ở mắt. Nương trú ở mắt là có gồm sắc thành kinh nhãn, chakkhu pasada. Nhãn thức đó là một sự biết cảnh. Cái đối tượng biết cảnh sắc. Hay là một cái đối tượng bị nhãn thức nhận biết. Cái nhãn thức nó cũng có hai loại nhãn thức nha. Nhãn thức một là cái quả diệt thục này, quả diệt thục bất thiện, kusala vibhaka, và một cái quả diệt thục thiện. Quả diệt thục bất thiện là akusala với ba cá, còn cái quả diệt thục bất thiện là kusala với ba cá. Với lại nó có chức năng là nó bắt cái cảnh sắc, nó bắt cảnh sắc ở mức độ thọ xã. Thường tâm nhận thức nó bắt cảnh sắc ở mức độ thọ xã. Thường thường mà các trên các căn á, các thức đối với các căn nó đều luôn luôn bắt cảnh ở thọ xã, ở thọ xã. Cho nên thường thường quý vị mà hành thiền á, chúng ta bị mà căng thẳng bên trong, chúng ta phải mở ghi nhận các căn ở trên đó đối với các trần để cho tâm nó vững bằng. Đôi khi ví dụ mà hành thiền chúng ta bây giờ quán bên trong cảm thấy nó căng cứng chỗ này chỗ nọ, do chúng ta tập trung quá. Cho nên hành giả muốn cân bằng cái sự đó, hành giả phải mở các căn ra, nhưng mà phải có chánh niệm nha, chánh niệm trên các căn để nó vững bằng lại. Tại thường các căn á, tâm nó bắt cảnh bắt thọ bằng cái thọ xã không à, tâm xã, thọ xã. Cho nên khi chúng ta bắt trên đó, cái tâm của chúng ta làm sao giữ trên các căn thì phiền não nó không xen vào. Ở mức độ của thọ xã thì nó vững bằng, dễ vững bằng hơn. Cái nhãn thức á, thường là nó nương vào cái thần kinh nhãn và để biết cảnh sắc thì có gọi là nhãn thức. Tại vì cái biết á, nó nương vào mắt, nương vào mắt này nè, cho nên cái gọi là nhãn thức. Chakkhu Vinyanang, trong Pali gọi là Chakkhum Nissitang Vinyananti Chakkhu Vinyanang, biết do nương vào mắt là nhãn thức. Tiếp theo cái thứ hai là nhĩ thức Sota Vinyanang, tức là cái biết do nương vào tai, hoặc là cái thức phát sanh đó nương trú ở tai, thần kinh nhĩ đó, gọi là Sota Basada. Cho nên cái nhĩ thức đó, nó biết một cái cảnh độc nhất thôi là cái gì, cảnh thinh. Cho nên các cái tâm khác nó cũng có thể biết, nhưng mà nó nương theo cái cảnh thinh. Nhưng mà nếu không có cái nhĩ thức mà nó làm cái lộ dẫn đi đó thì không có thể biết được. Ví dụ như những người điếc bẩm sinh đó, người ta đâu có thần kinh nhĩ đâu, nó hư. Cho nên những người đó không biết được cái âm thanh. Mà chúng ta sanh ra, chúng ta mắc, chúng ta bị khiếm khuyết đó, một trong các căn đó, chúng ta không thể nào đắc chứng được thiền định và đạo quả. Vậy đó. Cho nên những người mà sanh ra mà những cái căn khiếm khuyết bị nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý đó, mà chúng ta bị khiếm khuyết một căn thôi là không cho xuất gia. Tại vì xuất gia tu cỡ nào cũng không bao giờ đắc thiền định đạo quả. Cho nên Đức Phật Ngài không có cho xuất gia, không có cho những người này xuất gia. Chứ đừng có nói là không cho xuất gia, nói là không có từ bi nha. Ông đâu không có từ bi, lực cấm, Phật cấm đó, không cho những người đó xuất gia. Ngày nay người ta không biết đâu, ta thấy là xin không cho xuất gia, cái nói không có từ bi, không phải. Dù họ cái tu họ cũng không có thành tựu gì hết trơn á, không đạt được gì, không đem lại lợi ích gì hết đó. Cho nên đối với các căn chúng ta mà khiếm khuyết á, là chúng ta bị trở ngại, gián đoạn, trở ngại sẽ từ tu tập rất là lớn. Tại vì chúng ta, những người mà sanh ra họ thiếu các căn, họ thiếu về ví dụ như họ là người nhị nhân hoặc người vô nhân, họ sẽ thiếu những cái đó. Người tâm nhân là thường nó sanh ra đầy đủ. Người tâm nhân là sao? Là có nhân vô tham, vô sân, vô si, gọi là người tâm nhân. Họ đầy đủ có trí tuệ và các căn nó họ đầy đủ hết. Và những người này đó tu sẽ có thể đắc chứng thiền định và đạo quả. Tại chúng ta mà thiếu một cái căn đó, là chúng ta làm sao mà đoạn được cái phiền não dính mắc cho cái căn đó được, hiểu không? Ví dụ tiền kiếp quá khứ chúng ta đều có, tự nhiên một kiếp này nó mất một cái căn, mất là nhĩ căn đi, thần kinh nhĩ nó không có. Rồi cái phiền não chúng ta đâu thể nào đoạn được cái phiền não đối với nhĩ căn được. Thì tâm nó sẽ khiếm khuyết, không bao giờ thành tựu đạo quả. Quá nó không trong sạch được. Vậy đó cho nên chờ kiếp sau. Cho nên cái biết của cái nhĩ căn, của nhĩ thức ở đây đó là do cái biết nương vào tai. Nó gọi là nhĩ thức. Sota Nissitang Vinyananti Sota Vinyanang, do cái biết do nương vào tai thì cái đó gọi là nhĩ thức. Tiếp theo đó là tỷ thức ga ná nha năng, tức là cái biết do nương vào mũi rồi cái thức nó phát sanh lên và nó nương chú vào cái nương chú ở mũi. Ở mũi đây đó gồm có thần kinh tỷ nè, gọi là ga ná basada, và cái tỷ thức cũng vậy, nó chỉ biết độc nhất là có cảnh mùi thôi, đồng thời nó dẫn lộ cho các tâm khác biết cảnh. Cho nên cái biết đặc biệt ở đây chỉ là của tỷ thức thôi. Tỷ thức nó cũng vậy, nó cũng có là một là quả bất thiện, nó biết cảnh xấu, hai là nhị thức thọ xả quả bất thiện đó. Còn cái quả thiện thì nó biết cảnh tốt, nó gọi là thọ xả quả thiện. Cho nên cái biết của tỷ thức ở đây đó là nương vào cái nương vào mũi gọi là gananistang vinyananti vinyananti, rồi vinyanang. Tiếp theo đó là thiệt thức nè, thiệt thức là jiha vinyanang, tức là cái biết ở đây đó nương vào mũi, nó cũng giống như vậy thôi, tương tự, nhưng mà ở đây nương vào mũi và nó phát sanh và nương trú ở cái lưỡi thần kinh thiệt, gọi là jihabasada. Cho nên thiệt thức ở đây nó chỉ biết ở cảnh vị thôi, nó cũng tương tự ở trên cái khác, tương tự như mấy cái kia hết nè. Cái đó là thân thức nè, kaya vinyanang. Thân thức ở đây đó là cái thức nương vào thân và cái phát sinh nương trú ở thân, hay gọi là thần kinh thân, kaya basada. Cho nên cái thân thức ở đây nó biết độc nhất ở cảnh xúc, đồng thời nó cũng dẫn lộ cho các tâm khác sanh lên được biết cảnh xúc. Cái thứ sáu là ý thức là mano vinyanang, tức là trừ hết tất cả những cái năm đo thức á, được nêu ở trên đó, thì tất cả các tâm còn lại đều là ý thức hết đó. Ý thức ở đây đó là cái tiêu đề này chỉ cho cái tâm quả hiệp thế. Cho nên cái thức ở đây nó sinh khởi, nó do hành, nó do có hành cho nên nó đưa ra đến thức sanh. Hành đây là sankhara. Cái thức làm duyên cho danh sắc, nó theo ba thời, tức là thời tục sinh nè, rồi thời bình nhật nè, thời tục sinh, thời bình nhật và cái thời tử. Thức duyên do danh sắc nương theo ba thời. Thời tục sinh ở trong cõi ngũ uẩn. Cõi ngũ uẩn thì gồm có 15 tâm tục sanh, tức là thức duyên do danh sắc. Danh sắc ở đây gồm có 15 tâm quả tạo ra cái quả tục sanh. Còn tục sinh ở trong cõi vô sắc nó gồm có 4 tâm quả thiện vô sắc, tức là thức này do duyên sanh. Cõi vô sắc gồm có bốn cõi vô sắc: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng xứ. Nó là 4 cái tâm quả thiện của thiền vô sắc. Còn tục sinh trong cõi vô tưởng nữa, nó có thức tục sinh trong cõi vô tưởng, tức là nghiệp thức nó làm duyên. Và trong cái tâm sở tư ở trong cái tâm ngũ thiền. Tâm ngũ thiền mà lúc họ còn cái kiếp trước á, họ chưa sanh lên cõi vô tưởng, tức là trước khi mà họ chết họ sanh lên cõi vô tưởng á, thì đó có cái tâm sở tư ở trong cõi ngũ thiền á, cái nghiệp thức nó làm một cái nghiệp thức và nó khởi đầu cho một cái kiếp sống khi mà sanh lên cho cõi vô tưởng. Bởi vì trong đó có cái sắc, trong cõi vô tưởng nó có cái sắc mạng quyền ở đây nè. Nó sắc mạng quyền nó duy trì cái kiếp sống trong cõi vô tưởng. Tại vì cõi vô tưởng nó không có thức, không có tâm. Nó chỉ ví dụ như cái người mà sanh về cõi vô tưởng họ chỉ có cái thân thôi, không có tâm, có tâm diệt. Nhưng mà nhờ do cái sắc mạng quyền ở đây nè, gọi là cái đó nghiệp thức nó làm duyên mà cái tâm do tâm sở tư á, nó làm cái nghiệp cho kiếp trước. Ví dụ như cái người mà đắc lên tới ngũ thiền, tứ thiền hay ngũ thiền nó cũng như nhau thôi. Tại vì do họ đoạn trừ loại bỏ từng chi, hiểu không? Ví dụ như vị nào đoạn loại từng chi lên thì tên ngũ thiền, còn người nào thông minh đó loại từ hai chi cái lên nhị thiền vậy đó. Cho nên phân ra là tứ thiền hoặc là ngũ thiền. Thường có những người ta tu đến ngũ thiền rồi cái bắt đầu họ thấy là sau cái ngũ thiền này đó họ vẫn thấy còn phiền não, tức là trong cái tâm của họ nó suy nghĩ rồi tạo ra cái phiền não đó, họ thấy vẫn còn. Thì họ mới nghĩ là cái phiền não này đó do tâm, họ nghĩ như vậy đó. Cái họ nghĩ là nếu mà không còn tâm thì sẽ không còn phiền não. Đây là có cái tà kiến, cái tư kiến của họ đó, gọi là tâm sở tư. Cái tư kiến của họ, họ nghĩ như vậy, họ nghĩ sai. Cho nên họ nguyện là nếu không có tâm thì sẽ không có phiền não. Cho nên do năng lực của ngũ thiền đó, mới đầu họ nguyện là họ sẽ đạt được không có tâm. Họ sanh về cảnh giới không có tâm để cho nó không có phiền não. Do cái tâm sở tư nó tạo thành một cái nghiệp khởi đầu cho một cái kiếp sống ở trong cõi vô tưởng. Khi mà chết cái tâm sở tư nó sanh lên. Rồi cái thức do mãnh lực của ngũ thiền với cái tà kiến nghĩ sai đó, nó tạo thành một kiếp mới mà nó không có thức sanh, mà nó chỉ có sắc mạng quyền, nó duy trì cái thân này thôi. Mà cõi vô tưởng tuổi thọ của nó là khoảng 16.000 quả địa cầu. Trời, sanh ngồi không cục đó 16.000 quả địa cầu, có thời gian nó vô tận khiếp lắm. Cái tuổi thọ mà một quả địa cầu nó dài vậy lắm, mà trên đó tới 16.000 quả địa cầu. Mà ngồi không đó phí thời gian. Mà 16.000 quả địa cầu tạo biết bao nhiêu công đức Ba La Mật. Mà ngay cả Phật ra đời lúc đó ngồi không nó cũng chả biết gì chứ. Cái thọng nó thức sanh. Cho nên chúng ta đó mà tu tập mà chúng ta không có hiểu, không có biết đó, dễ lọt qua tà kiến đó. Lọt sai, rồi từ đó do mãnh lực của định đó, nó đưa đi tái sanh. Tiếp theo là cái thức duyên danh sắc theo ba thời. Cái thời bệnh Nhật nè, trong thời bệnh Nhật thì trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ngũ uẩn đó, ngũ song thức nó sinh khởi, nó duyên cho danh và các tâm sở, nó sanh chung với cái ngũ song thức. Gồm có 2 cái tâm tiếp thu á, 3 tâm quan sát, 8 cái tâm đại quả. Nó làm duyên cho danh sắc. Trong cái cõi vô sắc đó thì các tâm hữu phần đó, làm duyên cho danh. Cõi vô sắc. Đúng rồi, cõi vô sắc rồi thì các tâm hữu phần nó làm duyên cho danh. Còn trong cái thời tử đó thì cũng giống tương tự như cái thời tục sinh. Danh sắc bị diệt, chấm dứt kiếp sống cũ. Cái đó nó về thức thôi. Còn tiếp theo nó về hành là sankhara. Hành đây rất là hay. Sankhara. Những cái phần này hành nếu sao từ đây về sau rất là hay, áp dụng cho tu tập rất tuyệt vời lắm. Ở trong Chánh Kinh đó, tức là trong kinh mà Chánh Chi Kiến đó, Chánh Kinh phải nói là thế nào là hành, thế nào là tập khởi của hành, và thế nào là đoạn diệt của hành, thế nào con đường để đến đoạn diệt của hành. Thì ở đây đó ngài Xá Lợi Phất ngài trả lời có 3 loại hành. Thứ nhất là thân hành, ngữ hành, tâm hành. Bây giờ nên nhớ nha, sankhara đó. Thứ nhất là sao? Thân hành. Thứ hai là ngữ hành. Thứ ba là tâm hành. Thân hành là kaya sankhara, ngữ hành vachi sankhara và tâm hành chitta sankhara. Thì ngài trả lời là từ cái tập khởi của vô minh đó sẽ có tập khởi của hành. Cho nên ở đây đó khi mà từ đoạn diệt của vô minh đó đưa đến đoạn diệt của hành thì trong đó có bát chánh đạo. Bát chánh đạo này nó đưa đến đoạn diệt. Cho nên bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Cái sankhara đó, sankhara ở đây đó nó bắt nguồn từ chữ sam, chữ săn, và nó kết hợp với cái căn. Cái căn là KAR đó, kết hợp với K đó chữ săn. Chữ sam nó thực sự là săn, tức là chữ M đọc là ăn nha, ăn. Cho nên thành săn cộng với căn kará, cái làm. Ở đây đó có nghĩa là tạo ra. Sankhara cái sự tạo tác, tạo ra. Cho nên cái sự mà tác thành đó, pháp khác nhau gọi là sankhara. Chúng ta trong đây nè, lúc cái sankhara nó luôn vận hành liên tục luôn. Bình thường chúng ta không thấy đâu, tại vì do niệm định tuệ chúng ta chưa có đủ, chúng ta không thấy. Vị nào tu tập lâu ngày đó, tại bình thường chúng ta nó bị phóng dật nhiều chúng ta không thấy đâu. Sankara nó cũng có hai, là cũng có loại bất thiện, loại thiện vậy đó. Mà thường thường chúng ta mới hành thiền mà chúng ta bị chỗ lắc lư là Sankara bất thiện, cái đó không tốt gì hết trơn á. Nhiều người tưởng đâu ngon vậy đó. Sankara thiện đó, nó vốn đó, cái thân không bao giờ lắc cái thân, mà nó dao động trên cái tâm thôi, tức là nó sanh diệt rồi nó vận hành, nó tương tác ở trong cái tâm rất là dữ dội. Khi mà chúng ta tu đến những cái pháp cao, chúng ta thấy cái tâm của chúng ta nó sanh diệt khủng khiếp lắm, nó làm khổ, nó làm mình không có yên. Là những cái Sankara và Sankara thiện của pháp thiện cao tột. Còn Sankara bình thường á, mà bình thường chúng ta đó là Sankara bất thiện không à. Sankara bất thiện nó làm cho chúng ta thân lắc, ngã tới ngã lui, nó nhào lộn, bất thiện không à. Nhiều người nghĩ là ngon lành dữ, nghiệp chỗ, không phải. Tại vì chúng ta không có thiện cho nên nghiệp nó mới chỗ. Cái tâm chúng ta không có đủ chánh niệm để mà phát triển cái thiện lên, cho nên đó, bất thiện nó tuôn lên. Không phải nó chỗ nhiều tốt đâu, bởi vì cho chúng ta không có tu tập được cái thiện pháp. Cho nên bất thiện nó sanh ra rất là mạnh. Mà chúng ta cái tu tập được thiện pháp, cái chánh niệm tốt á, cái Sankara của bất thiện nó yếu đi, nó không biểu lộ qua thân tâm. Rất là nhiều người không có hiểu được cái điểm này, nghĩ là pháp lên hay là trả nghiệp, trả hoài trả chết luôn, nó phải giỡn đâu. Từ cái bất thiện này họ không biết, họ tác động cái chánh niệm lên đó hoài đó, làm cho bất thiện nó càng mạnh. Nhiều thiền sinh tu một thời gian mà không có được hướng dẫn đầy đủ đó, ngồi đó nhào lộn, la hét đủ thứ hết trơn, nhìn giống quỷ không à. Thật có đó, có những thiền sinh đó, bức bách trong đây quá, bất thiện quá nhiều, giữa trường thiền hét trời khủng khiếp, ai không sợ chứ. Có trường hợp đó sư gặp rồi, họ hét được một cái, họ lại hỏi sao la gì, trời cũng thấy khó chịu, nó hét chỗ đã, hét xong cái đã dễ sợ sư. Có những người đó múa nữa, đứng dậy múa tới múa lui, toàn là bất thiện không đó, Sankara bất thiện đó, do tâm không có vun tập được cái chánh niệm tốt, không có chế ngự được bất thiện tốt, không có phát triển được thiện pháp lên tốt. Mà bất thiện đó tưởng đâu là tốt, chúng ta xu hướng theo nó, chánh niệm lên nó, càng ngày nó càng mạnh, bất thiện càng mạnh. Mà nhiều cho nội nó nói là cũng rất là tốt. Có hai loại hành nó cũng có đó, tức là tạo tác từ các pháp khác thì nó hành nó cũng có hai loại hành, tức là hành do vô minh làm duyên trực tiếp gọi là avicca paccaya sankara, gọi là vô minh duyên cho hành. Còn mà cái loại hành đó, không do vô minh đó, nó làm duyên trực tiếp, cho nên ở đây đó sabbe sankara anicca, tức là tất cả các hành vô minh, tất cả các hành là vô thường, đó, cho nên ở đây đó hai loại hành là vậy đó, hành do vô minh làm duyên trực tiếp và hành không do vô minh làm duyên trực tiếp. Mà không có do vô minh làm duyên trực tiếp thường là tất cả các hành nó vô thường, nó không phải do vô minh. Cho nên quý vị đó quán các pháp mình sao bị thấy nó là vô thường thì nó không có duyên với vô minh, hiểu không? Đừng bao giờ nghĩ nó thường nha. Tất cả các pháp nó là vô thường, cho chúng ta thấy cái sự vô thường, minh nó sanh, tuệ nó sanh. Nên nhớ nhìn mọi sự vật hiện tượng luôn luôn thay đổi. Bây giờ làm sao biết nó vô thường? Chúng ta phải thấy nó sự thay đổi, quán nó thay đổi, thay đổi liên tục. Do cái thay đổi liên tục dần tâm nó mình không có vô minh chi phối, cho nên nó không có si chi phối. Dần ta hiểu thực tánh của nó, tâm của chúng ta xả ly, tuệ nó có. Cho nên nó nói mấy vị, các bạn hôm nay mấy vị nghe cho kỹ, lợi ích cho tu tập dữ lắm. Trong cái tâm siêu thế đó, nó là cái pháp hành, nhưng mà niết bàn á, niết bàn là pháp vô hành, nó không có các hành. Niết bàn nó dập tắt mọi sankara. Cho nên vị nào mà chứng niết bàn đó, người ta thấy sankara nó đoạn diệt hoàn toàn, các hành dập tắt, danh sắc dập tắt. Cho nên ở trong niết bàn nó không có tạo ra những cái pháp khác. Và niết bàn cũng đồng thời không có bị các pháp nó tạo ra nữa. Niết bàn nó vốn thanh tịnh của nó vốn yên, tự tánh của nó. Niết bàn á. Thì đây á, sư sẽ thích về các hành đó, hành nó không do vô minh làm duyên. Hành nó không do vô minh làm duyên đó, nó có 4 loại. Nó có 4 loại lận. Nhất là hành không do vô minh làm duyên nha. Tức là ở đây nói về các hành do thường đó. Nó không có do vô minh làm duyên thì có 4 loại. Thứ nhất là sao? Là hữu vi hành, tức là sankatta sankara, hữu vi hành. Thì trong cái hữu vi hành đó, nó được sinh ra do sự vận chuyển của các pháp hữu vi, và nó thành tựu do duyên của pháp hữu vi nè. Nhưng mà nó không có vô minh nha. Bởi vì nó nhân duyên, thấy trong các pháp hữu vi nó sanh diệt, nó không có duyên vô minh, cho nên nó gọi là hữu vi hành. Cho nên đó, cái pháp tạo ra đó, với lẫn các pháp bị tạo đó, nó đều là pháp hữu vi hết, là nó do nhân duyên. Nó ví dụ như sông cạn này đá mòn, thường diêm nó quẹt cái này để nó sinh lửa, nó sát, nó phát sanh ra, nó do nhân duyên. Cái tưởng và cái thọ đó, tâm sở tưởng, tâm sở thọ, tâm sở tưởng, tâm sở thọ, thì các pháp nó lệ thuộc vào cái tâm, cho nên thọ tưởng nó thuộc về thọ tưởng thuộc về tâm hành. Cho nên trong cái pháp hữu vi đó, nó có 3 loại hành mà không phải là do cái quả của vô minh, như là ví dụ như hơi thở nè, hơi thở nó thuộc về thân hành. Rồi 4 cái tâm sở như là tầm tứ nè, rồi tầm tứ ở đây đó, nó có thể là ngữ hành, tâm sở tầm, tâm sở tứ. Rồi thọ tưởng đây nó thuộc về tâm hành, rồi tâm hành trong tâm quả đó. Cho nên 4 cái tâm sở này đó, nó là cái quả của thức. Cho nên 4 cái tâm sở này đó, ở trong cái tâm siêu thế đó và tâm di tác, tức là cái quả mà của sự vận hành. Sự vận hành ở đây mang ý nghĩa là như là ý nghĩa vận hành thôi, cái sự vận hành liên tục. Rồi cái thứ hai tiếp theo là tối vi hành, tức là cái hạnh đây là hạnh cao tột đó. Cái hạnh rất là cao tột, gọi là abhisankara, abhisankata sankara. Cho nên cái từ abhi đây đó là cao tột hay là cao tột hành. Thường mà các pháp hữu vi đó, nó được tạo ra rất là cao. Đôi khi ví dụ như những người nó đắc lên tới phi phi tưởng xứ đó, nó cũng là những các hành nó rất là cao tột. Bình thường ở cõi người chúng ta mà tu tập lên cõi sắc, lên cõi vô sắc là các hành, các sankara nó lên cao luôn. Những cái này gọi là tối vi hành. Những các hành mà nó đẩy lên, nó đẩy lên với thiện pháp, lên đắc lên các tầng thiền, lên các tầng thiền vô sắc. Hành cao tột nhất ở trong hữu pháp hữu vi, cho nên gọi là tối vi hành, hay là cái hành cao tột nhất đó. Thì ở cái hành cao tột nhất ở đây đó, nó cũng có thành tựu theo 2 cách. Thứ nhất là thành tựu về tự nhiên, ví dụ như vua Chuyển Lưng Dương cũng có 32 tướng tốt. Thường 32 tướng chỉ có Phật Chánh Đẳng Chánh Giác có đủ 32, mà vua Chuyển Lưng Dương cũng có nữa, vua Chuyển Lưng Thánh Dương đó. Bồ Tát Kiếp Chót nè và vua Chuyển Lưng Thánh Dương, những vị này là có đầy đủ 32 tướng tốt, còn lại là ít có ai có lắm. Đa số những vị khác đó, ví dụ như những vị thượng thủ tinh văn đều khi có 31 tướng mà thiếu 1 tướng, vậy đó. Mà vua Chuyển Lưng Dương có đầy đủ 32 tướng. Đó, cái đó là những cái hành mà thành tựu do tự nhiên thôi. Rồi ví dụ như vẻ đẹp của bà Visakha đó, người ta gọi là vẻ đẹp của bà rất là mỹ miều á, mỹ diệu. Rồi nó cũng do nhờ cái hành tự nhiên, hành tựu do tự nhiên. Ngay cả thành tựu tự nhiên đó như là thân sắc của một cái vị Phạm Thiên, hoặc là sắc xấu cũng vậy nữa, nó cũng thành tựu do tự nhiên. Có những người sắc xấu như nàng là Banh Chá Ba Ba vậy đó. Hoặc là thân xấu của ví dụ những ngạo quỷ nó có thân sắc xấu, những cái đó là cũng do hành thành tựu do tự nhiên. Tại do sanh vô cái cõi đó nó thành tựu nghiệp gì đó. rồi hành cũng có hơi thành tựu do nguyện lực. Ở đây đó mình đang nói về cái mà hành do vô minh làm duyên nha. Thành tựu do nguyện lực, ví dụ như ngài Bākula, trong tiền kiếp đó, ngài cũng đắc các thần thông, tức là thời Đức Phật quá khứ đó. Thời Đức Phật mà Đức Phật Kassapa và Kassip thì ngài cũng là một đạo sĩ tu đắc ngũ thông, cho nên bình thường đó ngài dùng thần thông để mà lên những núi Tiết Sơn đó, để mà tìm những cái loại nhân sâm ngàn năm. Ngài đi tìm loại nhân sâm đó và đem về cúng cho Phật, cho chư tăng thời ngài Kassapa đó. Do cái quả nghiệp đó cho nên ngoài ngài đó sanh ra kiếp cuối đó, ngài không bao giờ bệnh, trọn đời không bao giờ bệnh. Ngài Bākula ngài sống 160 tuổi. 160 tuổi không hề biết bệnh là gì. Khủng khiếp không? Do nhờ cái quả thiện mà quá khứ cúng dường những cái mà thuốc quý nhất trên những cái núi tiết cao đó. Rồi ngài hái đi tìm những củ ngăn sâm ngàn năm về cúng dường cho, làm thuốc cúng dường cho ngài Kassapa, cúng dường cho chư thánh tăng rồi đó, cho nên cái quả phước rất là lớn. Nên đời này ngài sanh ra đó, ngài không hề biết sổ mũi là gì nữa, bệnh là gì không biết, nhức đầu là gì không có, không hề có. Thân ngài khỏe mạnh hoàn toàn. Đến 80 tuổi ngài mới xuất gia. Khủng khiếp vậy đó, 80 tuổi ngài xuất gia. Ngay lúc xuất gia là ngài đắc A-la-hán luôn. Sướng dễ sợ, không có phải tu cực khổ. Đắc A-la-hán xong là ngài hưởng cái quả A-la-hán đó từ 80 tuổi cho đến 160 tuổi. 80 năm nữa. 80 năm trước là hưởng đời thế gian, 80 năm sau hưởng đời thánh A-la-hán. Phước quá lớn luôn đó. Thường có chi pháp ở trong tối bi hành đó, nó ở đây gồm có sắc nghiệp với lại tâm quả hiệp thế thôi. Tâm quả hiệp thế mà nó làm cho cái người tạo nên cái thân như vậy đó. Thân mà không có bệnh tật. Là cái quả nghiệp quá khứ, quả thiện đó, cho nên sanh đời này ngài không có bệnh. Thứ nhất là nãy là nói về cái hành gì? Hữu bi hành, rồi tối bi hành tức là hành cao tột á. Cái tiếp nữa là chuyên tạo hành. Chuyên tạo hành gọi là abhisankhara. Abhisankhara nakka sankhara. Cái chuyên tạo hành ở đây đó là nói đến cái mà cái sự ảnh hưởng của di truyền của cái tâm sở tư đó, trong tâm bất thiện hoặc là tâm thiện nghiệp thế sau khi đã diệt. Cho nên cái ảnh hưởng ở đây nó tạo ra cái sắc nghiệp nè, rồi tâm quả trong cái tương lai. Cái thứ tư ở đây là tối bi hành. Không phải tối cần hành chứ, xin lỗi, tối cần hành. Bhajoga abhisankhara. Tức là ở đây đó là nỗ lực để mà cao tột để thành tựu cái mục đích. Ví dụ như một người thợ săn đi, họ rượt đuổi con mồi đi. Rồi con vật nó chạy đến đâu, người săn chạy đến đó. Thì đây đó có sự thành tựu do sự mà nỗ lực để thành tựu cái mục đích, tức là bắt được cái con nai đó. Rượt đuổi con mồi đó, ví dụ rượt đuổi con nai, một người thợ săn rượt đuổi bắt con mồi để sao? Rượt đuổi bắt cho bằng được. Cái này gọi là sự nỗ lực cao tột để thành tựu cái mục đích. Cho nên cái này ở đây gọi là tối cần hành. Nó cũng có cái sự vận hành để mà cái người đó đeo đuổi cái mục đích của họ. Ví dụ như sự tinh tấn của Bồ Tát chúng ta đó. Ở mà cái đêm cuối cùng để mà những khi đắc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là ngài nguyện đó. Ngài nguyện tại vì cái ngày đó đó, khi mà ngài đến cội Bồ Đề đó, ngài thấy ngày đó ngài thọ dụng sữa cháo này kia đó, ngài thấy tâm ngài phục hồi, năng lượng nó đầy đủ, ngài thấy ngài đó có niềm tin mạnh mẽ, ngài nghĩ là ngài sẽ đắc. Rồi ngài cũng nhận ra con đường trung đạo đó. Thì chiều hôm đó ngài có một người cúng dường cho ngài cái nắm cỏ để mà ngài chải làm tọa cụ để ngồi đó. Mà khi mà ngài chải cái tấm cỏ cụ ở dưới gốc bồ đề đó, thì tự nhiên cồ đòn ở dưới nâng lên, nó nhô lên từ trong lòng đất. Ngài biết, cho nên ngài biết liền, ngài biết đây là cái thời điểm ngài sẽ thành đạo. Cho nên ngài mới nguyện là dù mà còn xương với da thôi, hoặc là thịt máu khô cạn vậy đó, thì Ngài sẽ không bao giờ rời khỏi chỗ đó. Tức là Ngài quyết để chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Tại vì bậc trí người ta biết sẽ chắc chắn sẽ đắc, ta mới nguyện như vậy. Tại vì thật luôn đó, buổi chiều là Ngài để cái tòa cụ, cái cỏ thôi, là bộ đòn bằng đá, bằng đất, trong lòng đất nhô cao lên với cội bồ đề, nhô lên như đó. Ngài biết đây là phước Ba La Mật của Ngài nó đến rồi. Giờ Ngài nguyện, chiều đó mới đầu Ngài ngồi lên đó, ngồi đó rồi Ngài chưa đâu, Ngài ngồi lên đó Ngài thấy đầu tiên Ngài ngồi hướng Nam hoặc là hướng Bắc, Ngài thấy không có yên. Ngài xây tới xây lui, Ngài xây hướng Đông, Ngài thấy nó yên. Đó, Ngài yên tâm, cái tâm tự nhiên nó yên trở lại. Tại vì ngồi đúng cái trung tâm của quả địa cầu rồi. Rồi nhìn về hướng Đông, Ngài biết tâm Ngài lúc này sẽ dễ thành tựu, bắt đầu Ngài nguyện. Cho nên cái đây cũng là một cái sự tinh tấn mà cao tột của mình đó, để đưa đến cái sự thành tựu, nỗ lực cao tột nhất, gọi là tối cần hành. Cho nên đó, Bồ Tát chúng ta đó mà ngồi với cội bồ đề bao lâu để đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác? Có một đêm mà, chứ không phải 49 ngày nha. Ngồi đó tới sáng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì đêm đó Ngài đắc lần lượt là nào là túc mạng minh, thiên nhãn minh, rồi tới sáng đắc đạo là đắc luôn lậu tận minh đó. Sau đắc khi xong rồi mới nhập thọ diệt thọ tưởng định, nhập 7 lần, một lần 7 ngày, 7 lần 749 ngày. Cái đó là nhập vào thiền diệt, hưởng cái quả của vô thượng chánh đẳng chánh giác, quả vị giải thoát. Mỗi lần nhập gì là 7 ngày. Thiền diệt đó, nhập cao nhất chỉ có 7 ngày thôi, không có được nhập hơn nữa. Tại vì thân thọ tâm pháp, sắc thân thọ tâm pháp này, nó diệt trong vòng có 7 ngày. Và nó tự nhiên nó phục hồi trở lại. Mà phục hồi trở lại mình phải ăn tiếp, mình không ăn là ngày đó nhập niết bàn luôn. Tại vì cái sắc, cái thân này nè, thọ tưởng hành thức này, nó chết trong vòng 7 ngày mà nó không có thức ăn, nó chết luôn. Cho nên khi mà Ngài đó mà xuất ra khỏi định đó, Ngài trở lại đó là chư thiên đế tích đó, xuống cúng dường cho Ngài để mà Ngài thọ dụng, để mà duy trì cái thân mạng tiếp tục. Cho nên chư thiên, ông vua trời đế thích, ông ra ông chặn cái đoàn xe 500 cỗ xe của ông Bākula vậy đó. Hai ông thương lái buôn á, hai vị đó từ Myanmar qua buôn bán ở Myanmar bên Ấn Độ. Thì dọc đường đi ngang đó, ông vua trời đế thích dùng thần thông chặn lại để mà kêu người đó vô cúng dường cho Phật. Hai vị đó sau này cũng tu đắc quả. Cho nên Đức Phật chúng ta đó ngồi với cội bồ đề chỉ có một đêm thôi, đắc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái tối cần hành nó quan trọng dữ lắm nha. Ví dụ như Ngài Chakkavatti, mấy vị biết Ngài Chakkavatti không? Ngài mà tức là Ngài bình thường vậy nè, Ngài nghe Phật thuyết pháp đó, Ngài cũng bị hôn trầm gục cái Phật vỡ. Phật nói không biết chánh niệm, không biết tỉnh giác. Ngài cũng mình trong bạn cảm thấy tự ái, bị chê giữa hội chúng mà. Cái Ngài nguyện, Ngài nói nè, Ngài nguyện với Phật luôn: từ nay về sau con không ngủ nữa. Con xin Đức Thế Tôn, con hứa Đức Thế Tôn từ nay con không ngủ nữa. Mà thiệt, từ đó về sau Ngài không ngủ, Ngài ngăn vai nghi nằm. Sợ nằm xuống là ngủ đó, cho nên Ngài ngồi không mà. Suốt đêm Ngài ngồi tu miệt mài trong 3 tháng đó. 3 tháng đến nỗi mà không có được ngủ đó, cho nên nó đuối dữ lắm, nó mỏi dữ lắm. Và có ngủ chăng nữa thì nhắm mắt ngủ ngồi. Tức là Ngài nói Ngài nguyện không bao giờ nằm ngủ. Nhưng mà ngủ ngồi được, mình ngồi ngủ gục cái là thức dậy cũng đó. Nhưng mà ngủ ngồi đâu có được ngủ sâu đâu, không có bao giờ ngủ sâu được đâu. Chính vì đó mà sức khỏe của Ngài nó càng yếu. Rồi Ngài bị một cái bệnh về mắt nữa, cái mắt Ngài yếu dần trong 3 tháng hạ đó. Thì 3 tháng hạ đó, tại vì Ngài tinh tấn quá đi, Ngài tinh tấn, tối cần hành mà, dùng hết sức khả năng để tinh tấn. Thì 3 tháng hạ đó mắt Ngài yếu, mờ đi, do không có ngủ. Con mắt, thức ăn của nó là gì? Giấc ngủ. Mà mình không có cho thức ăn, nó ăn, tức là mình không cho nó ngủ. Mà không cho nó ngủ thì sao? Nó mù. Nó vậy đó. Cái gì nó cũng có thức ăn của nó. Cái thức ăn của mắt là giấc ngủ. Thì Ngài ngăn không cho ngủ. Xong cái gần 3 tháng rồi yếu quá rồi. Buổi sáng nọ đó có ông Ngài Jivita, tức là Ngài chuyên về chữa bệnh đó. Thì Ngài mới nói là Ngài cho thuốc để Ngài cho thuốc để Ngài sức vô mắt, là thuốc rất là hay, sức vô mắt sẽ hết. Nhưng mà Ngài không chịu, tại vì mà sức thuốc phải nằm xuống, mắt nó thuốc nó mới thấm vô mắt được, chứ ngồi nó chảy xuống trơn à. Cho nên á, Ngài với tá, Ngài dặn, ông Lương Y cũng dặn, ông nói Ngài mỗi lần Ngài sức thuốc, Ngài phải nằm xuống nha, rồi Ngài nhỏ vô môi mắt, thì mắt Ngài sẽ phục hồi trở lại. Ngài đã nguyện rồi, không có nằm, cho nên á, Ngài không sức thuốc. Thực sự theo sư chắc sư ngửa lên như này sức. Mà thiệt, cho nên Ngài không sức luôn. Cái Ngài Lương Y mới hỏi Bạch Ngài, mấy ngày sau đến hỏi Bạch Ngài, Ngài có sức thuốc không? Ngài không có trả lời. Tại vì nếu sức thuốc là sẽ hết, còn nếu có sức thì phải nằm xuống mới được. Không sức. Chính vì đó mắt Ngài càng yếu dần. Ngài tinh tấn thiền, tinh tấn đến giai đoạn mà Ngài vừa đắc độ A-la-hán đó là Ngài mù. Ngay cái khoảnh khắc đắc quả A-la-hán là mắt Ngài mù luôn. Nhưng mà Ngài đắc luôn thiên nhãn, đắc luôn cái thiên nhãn. Nhờ mắt này mù nhưng mà có thiên nhãn, đắc quả A-la-hán có thiên nhãn. Cho nên cái tinh tấn ở đây gọi là tối cần hành. Cái sự mà nỗ lực tục bực luôn đó, để thành tựu cái mục đích của mình. Tối cần hạnh đó, ở đó nó có cái tâm sở cần, gọi là tâm sở cần đây là Viriya đó, Viriya tinh tấn đó, Viriya Cittacitta. Dù khó khăn trở nào cũng không có lùi bước. Mai mốt ví dụ hành thiền nhớ dùng tối cần hành. Chúng ta nỗ lực tinh tấn nó mới tiến bộ chứ bây giờ chúng ta tu ưỡn chơi, trời ơi, sao mà tiến bộ được. Tối cần hành chúng ta phải nỗ lực duy trì chánh niệm liên tục, dù mệt dù đuối cũng phải tiếp tục nó mới thành tựu được. Nhớ nha, dùng tối cần hành, nỗ lực hết sức khả năng của mình. Cho nên đó là cái hành thứ nhất. Còn cái hành thứ hai là hành do vô minh làm duyên. Hồi nãy là hành không có do vô minh, ở đây là hành do vô minh làm duyên nè. Hành do vô minh làm duyên đó là cái loại hoạt động đó, mà hoạt động do vô minh, nhưng mà vô minh trực tiếp tác động nha. Tức là ở đây ám chỉ cho các hành ẩn đó. Hành ẩn là sankhara, nó trực tiếp nó tác động. Cho nên trong cái hành ẩn này đó, nó là một cái nhóm có phận sự tạo tác. Nó đứng đầu cái nhóm này là tâm sở tư, tức là cetana, cetasika. Cetana là tâm sở tác ý hay là tâm sở tư á. Cetana, cetasika. Cho nên đó, chỉ có chỉ pháp của các hành thường nêu ra ở tâm sở tư. Cho nên cái hạnh đây nó là quả của vô minh. Thì nó gồm có ba nghiệp nè, thân ngữ ý hay thân khẩu ý. Nó được hình thành bằng cái gì đó thì cái đó gọi là hành. Cho nên cái thân khẩu ý này nó được hình thành bằng cái nhân gì đó, kỹ năng đó nó gọi là hành. Ví dụ cái hành ở đây đó là tâm sở tư, ở trong cái tâm mà tâm thiện hoặc là tâm bất thiện. Thì chính ở trong những cái tâm này đó, cái tâm sở tư đó, nó chính là cái tâm mà có chức năng tạo hành nghiệp. Tâm sở tư, tâm sở tác ý, chức năng tạo nghiệp. Mà trong cái tâm quả hay là tâm duy tác, tuy có cái tâm sở tư đó, nhưng cái đó không phải là quả của vô minh. Mà tâm quả này là kết quả của hành. Cho nên sabbe sankhara bacchaya vinyanang, sabbe sankhara bacchaya vinyanang, duyên hành nó làm duyên cho thức. Còn cái tâm di tác là cái kết quả của sự vận hành pháp hữu vi. Ở đây nói đến nói đến ba cái tâm di tác vô nhân đó, hay là cái tâm di tác của một vị A-la-hán. Vị A-la-hán dứt vô minh rồi. chấm dứt vô minh. Cho nên vị A-la-hán mà chấm dứt vô minh rồi đó, tuy nó có cái tâm sở tư nhưng mà nó không có cái tạo ra cái quả được. Cho nên đối với một vị A-la-hán đó không có tạo ra một cái quả. Tâm sở tư này nó không tạo ra quả. Cho nên ở đây đó, khi mà cái hành do duyên vô minh đó, là một cái loại mà hành tạo ra một cái quả dị thục. Chủ yếu là tâm quả làm trong lúc tái sanh đó, trong lúc tục sanh. Cho nên ở đây nó ý nghĩa của hành ẩn nè. Ý nghĩa của hành ẩn thì nó thứ nhất là về đối với cái trạng thái là sao, là sự tạo tác. Phận sự nó tích trữ. Phận sự trong hành ẩn nó thứ nhất là tích lũy. Và nó thành tựu là sao? Nó có sự tác ý, nó có tác ý trong đó, thành tựu tác ý. Rồi cái nhân gần đối với hành ẩn đó là nó có do vô minh. Cho nên cái ngày Bụt Thát Cô Xá đó, tức là ngày Phật Âm á, ngày Bụt Thát Cô Xá. Ngài có liệt kê sáu cái loại hành: thân hành, ngữ hành, ý hành, phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Cái loại 6 hành: phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, thân hành, ngữ hành, ý hành. Ở đây xin nói về thân hành trước. Thân hành đó là gọi là ca giá sang kha rá. Ở đây nó khác cái thân hành ở đây đó. Nó khác với cái hơi thở ra, hơi thở vào. Mà ngay cả cái hơi thở ra, hơi thở vào nó không có tạo cái nghiệp. Nhưng mà trái lại đó, cái thân hành nó tạo ra cái nghiệp. Cái hơi thở ra vào nó cũng thuộc thân hành, nhưng mà hơi thở ra vào nó không có tạo cái nghiệp nha. Nhưng mà cái thân hành của chúng ta nó sẽ tạo ra nghiệp, gọi là thân nghiệp. Cho nên cái thân nghiệp ở đây nó do vô minh làm duyên. Bởi vì cái mà điều khiển thân này, chúng ta điều khiển thân này tạo một cái nghiệp đó. Nó tạo cái thân hành đó, cho nên tạo nghiệp. Cho nên thân hành nó tạo nghiệp, nó có gì? Có 2 loại nghiệp: thân hành ác và thân hành thiện. Thân hành ác nghiệp đó và thân hành thiện nghiệp. Cái thân hành mà ác nghiệp đó, ác nghiệp thì nó thực hành 3 cái pháp, 3 ác pháp như là sát sanh hoặc trộm cắp hoặc là tà hạnh trong các dục. Nó ở đây đều là thân hành đó, thân hành mà ác. Cho nên sát sanh nè, trộm cắp nè, tà hạnh trong các dục, nó đều gọi là thân hành ác pháp, ác nghiệp đó. Ngoài ra nó còn là dùng cây đánh người, dùng đao kiếm hành hạ này, nó cũng là thuộc về thân hành bất thiện. Thì thân hành bất thiện này đó, những cái này nó là tâm sở tư ở trong cái 12 tâm bất thiện đó. Mấy vị biết 12 tâm bất thiện không? 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, 12 tâm bất thiện nó điều khiển cái thân hành này. Và chúng ta thường có đầy đủ 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Cho nên vị nào mà đắc lên đạo quả tu đạo quần đó, còn lại 4 tâm tham, 8 tâm tham hợp tà kiến, 8 tâm tham không ly tà đó. Đó. Mà 8 tâm tham hợp tà kiến nó không còn nữa, còn ly tà thôi. Đó với bậc tu đạo quần đó. Cho nên khi mà đắc càng cao thì những cái bất thiện này, tâm bất thiện này nó diệt từ từ. Bậc A-na-hàm đó là diệt hết các loại các tham về tham sắc. Ngay cả cái tham mà tham ly tà, nó có tham sắc, vô sắc trong đó, thì bậc A-na-hàm cũng diệt bớt cái tâm tham dục trong các dục, trong sắc dục, với lại diệt luôn cả sân, diệt luôn 2 tâm sân. Còn bậc A-la-hán là diệt hết phần còn lại. Còn cho nên đó, cái thân ác hành đó, và cái đó là cái thân thiện nghiệp nè, nó cũng thân thiện nghiệp. Tại vì hành nó phân ra 2 loại, nhất là thân ác nghiệp, thứ hai là thân thiện nghiệp. Thân thiện nghiệp đó, thứ nhất là về mặt tiêu cực đó, thì thân thiện nghiệp là nó làm sao nó tránh xa 3 cái ác pháp như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong các dục đó. Rồi về tích cực thì thân này đó nó tạo ra những cái lợi ích cho người khác và cũng như là lợi ích cho mình. Hành theo đúng pháp như là phục vụ nè, cung kính nè, hoặc là nghe pháp, hoặc là chúng ta hành thiền, ngồi kiết già, cái này kia đó, vân vân, đặt lưng thẳng, những cái này nó đều là về mặt tích cực. Tiếp theo là ngữ hành nè. Ngữ hành là Vachisankara. Thì ngữ hành này đó, nó cũng có 2 loại ngữ hành. Một loại không có tạo nghiệp, và một loại tạo nghiệp. Không có tạo nghiệp, ví dụ như trường hợp là ngữ hành, chứ có những người nằm mơ đó, họ nói đó, nằm mơ cũng nói là ngữ hành, nhưng mà ngữ hành này nó không có tạo nghiệp. Nằm mơ nó nhảm đó nhưng mà không có nghiệp. Nhưng mà bình thường chúng ta nói nè, nói là có tạo nghiệp. Chúng ta thức tỉnh là chúng ta nói có tạo nghiệp. Ví dụ như sư đang nói pháp cũng có tạo nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp thiện, thiện pháp. Cái gì cũng có nghiệp hết đó. Nhưng mà chúng ta đang làm ở sự cái thiện nghiệp, gọi là ngữ hành mà trên cái thiện. Cho nên cái điều khiển mà ngữ đó, điều khiển cái lời nói đó, nó gọi là ngữ hành. Cái gì điều khiển lời nói thì cái đó gọi là ngữ hành. Sankara, Vachī Sankara. Mà ngữ nghiệp ở đây nó cũng có hai loại nữa. Ngữ ác nghiệp và ngữ thiện nghiệp. Ngữ ác nghiệp như là nói dối nè, nói đâm thọc nè, nói thô ác nè, nói phù phiếm nè. Cái đó là ngữ bất thiện. Thì ngữ bất thiện này đó, nó cũng có ở trong cái mà 12 tâm bất thiện vậy đó. Còn ngữ thiện nghiệp đó, ngữ thiện nghiệp thì cũng có như mặt tiêu cực như là tránh xa bốn cái bất thiện nghiệp trên, bốn cái bất thiện nghiệp nãy nói đó, nó nói dối đâm thọc, tức là ngữ thiện nghiệp nó không có những cái đó. Còn về mặt tích cực đó, là nói về những cái lời nói có ích nè, ví dụ như tích cực như thuyết giảng pháp ở đây nè, như đang nói pháp ở đây cũng là về mặt tích cực của ngữ thiện nghiệp. Thì vì là ích đó, cái lời đó, ngay cả cái lời nói nó cũng có 10. Vì vậy nói về sự thiểu dục nè, nói về tri túc, nói về độc cư, hoặc là nói về không ô nhiễm, hay là nói về tinh tấn, hay là nói về giới hạnh, hoặc là nói về thiền định, nói về trí tuệ, nói về giải thoát, hoặc là nói về giải thoát tri kiến. Những cái này đó là lợi ích về ngữ. Cho nên chúng ta đó phải biết lợi ích về ngữ, chúng ta đừng có nói những cái khác, chúng ta nói những cái điều này nè. Nó đem lại rất là lợi ích lớn đó. Làm cho tâm chúng ta tư duy trong nó, tu tập trong nó, dần dần tâm chúng ta thuần thiện. Ngoài ra chúng ta nói không có liên can những cái này, nó không có lợi ích. Ví dụ chúng ta nói về Nga đánh với Ukraine, không có lợi ích gì trên. Cho nên chúng ta mà nói những cái lời này đó, làm cho tâm chúng ta sao càng ngày càng ly dục, càng ngày càng thanh tịnh. Cái thứ ba tiếp theo đó là ý hành. Ý hành đó là mano sankara. Theo cái nghĩa đen đó là ý hành đây là sự tạo tác của tâm, tức là chittang sankaro ti tí, chitta sankaro, có nghĩa là cái điều khiển tâm thì gọi là tâm hành. Cái điều khiển tâm á, mà cái tạo nghiệp đó gọi là tâm hành. Cho nên cái ý hành ở đây đó, ở trong đây đó gồm có hai loại. Thứ nhất là vì trong tương lai nè, trong tương lai nó làm cho nó đưa đến cái quả vị thục, làm phận sự tái sanh. Với lại trong tương lai đó nó cho quả vị thục nhưng không có làm phận sự tái sanh nữa. Cho nên cái ý hạnh đây đó thường cái quan trọng nhất là sao? Nó cho cái quả vị thục, cái quả không nó làm cho cái quả mà cái quả nó quả làm phận sự tái sanh đó. Phận sự tái sanh nó là quan trọng nhất. Cho nên đó, chính cái tâm bất thiện hoặc là tâm thiện mà tâm thiện hiệp thế đó, nó liên kết với cái tâm sở tư. Chứ nó tạo ra ý nghiệp mano cam măng. Rồi chức năng của tâm sở tư ở đây đó là tự mình tạo tác nè, đồng thời kích động các pháp đồng sanh đó cùng tạo tác luôn. Cho nên cái tâm sở tư nó quan trọng lắm. Sở tư là sao? Giống như là chúng ta đặt tâm đây đi. Cái tâm sở tư là tác ý đây nè, tập trung ở đây, tư duy đây, sở tư đó. Tư duy, tác ý để mà tập trung để xúc chạm, và nó tạo cho các tâm khác, các pháp đó đồng sanh, hiểu không? Nó liên kết, nó tạo thành sức mạnh mà nắm ở trên để xúc chạm cho nó vững. Nó do tâm sở tư nó làm, nó tác ý làm chính đó. Chánh niệm cũng có nè, nhưng mà tâm sở tư nó làm chủ trong đó. Nó mà nó tạo tác cho các pháp, các tâm khác nó liên kết tạo nên cùng một cái điểm xúc chạm, sức mạnh của điểm xúc chạm để nó vượt qua cái hôn trầm. Hoặc là chúng ta ghi nhận phòng xẹp cũng vậy luôn. Tâm sở tư tác ý ghi nhận phòng xẹp dần dần nó nhất điểm với phòng xẹp đó. Bắt đầu nó sức mạnh nó tập trung ở đó. Thì tất cả những cái tâm khác nó liên kết, nó tạo nên cái sự sức mạnh đồng sanh. Nó tạo sức mạnh làm cho định sanh nè, tuệ nó sanh khởi nè, quan sát nó có đầy đủ trong đó đó, tỉnh thức, tỉnh giác. Nó tạo sức mạnh cho giới, bắt đầu thắng lướt được cái hôn trầm, rồi dần dần nó dán lên, nó thắng lướt cái hoài nghi. Do vậy cái tâm nó thanh tịnh, nó không bị chi phối ngoại cảnh. Cho nên cái tâm tác ý quan trọng lắm, tâm sở tư, tư duy quan trọng lắm. Cho nên sư nào dạy thiền thì tụi mấy vị phải dùng cái tư duy. Tư duy đây không phải là phóng dật đâu, không phải suy nghĩ đâu. Tư duy trên đối tượng, hiểu không? Tư duy về đối tượng. Ví dụ chúng ta đang đặt tâm ở mũi thì chúng ta tư duy về cái đối tượng ở mũi, chứ đâu phải chúng ta suy nghĩ cái chuyện bên ngoài đâu, bên ngoài đối tượng này đâu. Cho nên cái tư duy này nó không phải là phóng dật. Nhiều người nó không có hiểu, nói ủa sư mình suy nghĩ vậy là mình tư duy, vậy là phóng dật sao sư? Phóng dật cái gì mà phóng dật? Mình đang tập trung trên đây, mình suy nghĩ trên đây, suy nghĩ về pháp đâu, nó không có phóng dật. Chừng nào mình tập trung đây, mình chỉ nghĩ chuyện ngày mai hay là chuyện đã qua đó, thì cái đó là phóng dật. Trong cái tâm sở tư nó tạo ra ba cái loại nghiệp. Tâm sở tư đó, thứ nhất là ý nghiệp thiện đó, gọi là phúc hành. Ý nghiệp thiện gọi là phúc hành, tức là ý nghiệp thiện gọi là phúc hành, tức là Bunya Abhisankara. Còn ý nghiệp bất thiện gọi là Abunya Abhisankara. Còn bất động hành là Anyan Abhisankara. Cho nên cái tâm sở tư ở đây đó là trong cái 8 cái tâm mà tâm đại thiện mà với lại tâm thiện ở trong thiện sắc giới. Cho nên nó gì đi chung với cái vô tham, vô sân, vô si. Nên cái tâm sở tư á, nó tạo thành cái ý nghiệp thiện, gọi là phúc hành. Mà phúc hành ở đây nói là cái thiện phúc á, tâm thiện á. Nên tâm sở tư nó tạo kết quả ở trong tương lai gọi là phúc hành. Nó liên kết với 8 tâm đại thiện dục giới, nó đi chung với tâm vô tham, vô sân, vô si, nên nhớ đó. Cho nên cái phúc hạnh đây nó cũng vừa là động cơ tạo nghiệp, nhưng mà nó gọi là phúc tạo nghiệp thiện, gọi là phúc hành. Punya Phisankharo gọi là phúc hành. Tiếp theo là ý nghiệp bất thiện gọi là phi phúc hành, Abunya Phisankhara. Nó ngược lại với cái mà thiện trên đó, nó ngược lại, nó ngược với phi phúc hành đó. Nó vừa là động cơ tạo nghiệp nè, nhưng mà cũng gọi là phi phúc hành, cho nên nó gọi là phi phúc hành. Nó động cơ tạo ra cái nghiệp bất thiện đó, rồi phi phúc hành. Phi phúc hành đây nó cũng là tâm sở tư, nó hợp trong cái 12 tâm bất thiện đó, 12 tâm bất thiện. Cho nên tạo ra những cái ác hạnh như là sát sanh nè, trộm cắp nè, hoặc là tà hạnh trong các dục, hoặc là tà kiến, ác tà kiến. Cho nên đó, chó câu nó nói là nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu, như cho che đậy lửa. Cái người mà tạo bất thiện đó, nó giống vậy đó, nghiệp ác đã được làm rồi. Và nó luôn luôn nó sẽ theo cái người đó, cái nghiệp nó theo người đó. Một lúc nào đó nó trổ cái quả bất thiện. Cho nên ta nói là nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu, như cho che đậy lửa. Thường cho che đậy lửa nó âm ỉ cái lửa ở dưới đó, nhưng mà bên dưới là lửa không mà. Hiện người tạo bất thiện có giống vậy đó, bên bề ngoài thấy tưởng đâu là ngon lành đó, nhưng mà ở bên trong nó là ngầm ngắm cái bất thiện ghê lắm. Cái tiếp theo là bất động hành, Ananja Visankara. Bất động hành cũng gọi là phúc hành, nhưng cái phúc hành đây đó còn rung động bởi các tưởng sai biệt, rồi các tưởng đối lập nữa, rồi nó cho nên chính vì đó mà nó tạo ra những cái chướng ngại cho tâm. Ví dụ như hai chồng Bà La Môn á, mà nghèo đó, có cái khố, bây giờ có nghe đó không? Cái này cũng gọi là bất động hành đó, tức là cái đêm đầu muốn cúng dường cho Phật cái khố, hai chồng có mặt trong cái khố, không có tài sản gì hết trơn á. Tức là khi mà ông ra ngoài đường thì ông mặc cái khố đó, bà ở nhà không có gì mặc, bà đi ra đường thì bà mặc cái đó, ông ở nhà không có mặc. Nghe đến nói vậy đó, thì khi mà Đức Phật ngày đêm đầu ngày có đi qua cái chỗ đó, thì hai ông bà nghe mặt đến mừng quá, muốn cúng dường thì phân dân đi, phân dân có cúng hay không cúng, cúng hay không cúng, cúng không cúng hoài à. Nhưng mà tới khi dần về phía đó, canh 1, canh 2, canh 3 nó gọi là bất động hành, nó chưa quyết định. Đến những phút cuối hai chồng quyết định cúng, quăng ra ngoài. Phật giờ Phật đi ngang đó, quăng ra ngoài. Nói kinh cúng dường Đức Phật mà cúng dường mà thái độ quăng, tại vì đó, nếu mà đem ra cúng thì lấy gì che. Cho nên là những cái chồng quăng ra, Phật ngài hiểu, ngài biết, ngài vẫn nhận. Thực sự á, giống như là một cái, ở đây đó nó giống như là một cái tư tưởng bỏn sẻn đó, nó ngăn chặn đến cái tâm thiện của chúng ta đó. Ở đây gọi là bất động hành, nhưng mà cuối cùng nó do quyết định đó, cúng dường. Thì do nhờ cái quả cúng dường đó cho nên bà hai chồng phước rất là lớn, sau này đó được vua ban tặng là giám đốc vàng bạc đủ thứ chứ. Nhưng mà Đức Phật ngài nói nếu mà canh đầu á, quyết định mạnh đó thì phước nó gấp 10 lần như thế. Do để chần chừ, bởi vì nó ngăn cái tâm thiện của mình đi, nó làm cho bỏng sẻn nó sanh lên. Do vậy mà cái quả nó yếu đi, cái quả nó chỗ đó nó cũng có phước nhưng mà nó yếu. Ngay cả những người mà họ đắc lên không vô biên xứ, là thức vô biên xứ, vô sự xứ, phi tưởng xứ, ở trong đó đó là bất động hành. Trong đó trạng thái đó tâm xả, nhưng mà nó chỉ bắt cái trạng thái mà hư không có sắc, chỉ có tâm thôi. Nhưng mà nó cũng có bất động hành trong đó đó, chỉ có tâm thôi, không có sắc, không có thân. Tại vì á, khi mà một vị mà chứng về vượt qua cái sắc tưởng á, cho nên đó, nó diệt những cái tưởng mà không có tác ý đến dị biệt tưởng, cho nên chứng chú các thiền. Tại vì thường đó, ngày mai sư sẽ giảng cái này cho quý vị với 4 thiền vô sắc á. Do vượt qua các sắc cho nên đi đến cái không vô biên á. Cho nên vượt qua những cái tưởng của sắc mà đi đến ta đi đến cái dị biệt tưởng. Dị biệt tưởng là ngoài cái sắc pháp, cho nên đạt đến cái mà cái vô sắc. Thì trường hợp đó cũng gọi là bất động hành. Tại vì bản thân mà những người mà họ đắc 4 thiền vô sắc, cái tâm của họ bất động với sắc, họ không còn liên hệ với sắc. Bình thường họ nhìn thấy sắc họ cũng không có quan hỷ đâu, sắc đẹp sắc xấu vậy còn không có quan hỷ, cho nên mà họ thành tựu gọi là bất động sắc. Cái tiếp theo đó là ba hành đối với ba nghiệp. Ba hành thì gồm có cái gì? Phúc hành nè. Phúc hành nó ở đây gồm có 8 cái tâm đại thiện mà nó tạo ra 3 loại nghiệp, tức là thân thiện nghiệp, ngữ thiện nghiệp và ý thiện nghiệp. Cho nên phúc hành đó là 5 cái tâm thiện sắc giới và bất động hành. Phúc hành nó cũng có 5 tâm thiện sắc giới với lại bất động hành. Bất động hành thì nó là vô sắc đó. Nó tạo ra cũng do ý nghiệp thiện. Cho nên cái mà còn phi phúc hành đó được tạo bởi thân nghiệp bất thiện nè, ngữ nghiệp bất thiện nè, ý nghiệp bất thiện. Còn các hành đó, cái tiếp là hành làm duyên cho thức. Cho nên ở trong cái tâm sở tư đó, nó có cái 2 khía cạnh là cái quả của vô minh. Tức là trong vô minh làm duyên cho hành là nhân của cái thức. Cho nên cái hành duyên cho thức. Hành làm duyên cho thức đó, sanh khởi qua 2 cái thời điểm. Thứ nhất là thời điểm tục sinh, thứ hai là thời điểm bình nhật. Trong thời điểm tục sinh đó, thì cái phi phúc hành nó tạo ra cái tâm quan sát, thọ xã và bất thiện. Rồi bất thiện trong cái thời lúc tục sinh đó. Cho nên đó, cái mà chi pháp ở đây đó trong là cái tâm sở tư. Tâm sở tư trong cái 11 tâm bất thiện, trừ phóng vật ra. Trong 11 tâm bất thiện trừ cái tâm si phóng vật, si hoài nghi, si phóng vật, trừ tâm si phóng vật ra. Tại vì trong trường hợp mà tâm si phóng vật ở trong lúc mà tục sinh nó rất là yếu. Lúc tục sinh người ta bị những cái nghiệp khác chi phối, nó không, tâm si phóng vật trong đó nó yếu lắm. Cho nên khả năng tạo nó chỉ có khả năng tạo cái quả bất thiện ở trong cái thời bình nhật thôi. Cái thời tục sinh nó không có khả năng tạo quả bất thiện. Còn cái phúc hành đó tạo ra 11 tâm quả, 11 tâm quả tục sinh. Thì trong đó đó gồm có 8 cái tâm, 8 tâm đại quả và 5 cái tâm quả thiền sắc giới. Thì sắc giới đây là tương ứng với cái các thiền họ đắc chứng á, các tầng thiền á, cho khi tứ thiền là khi ngũ thiền. Còn trong cái thời Bình Nhật á, phi phúc hành thì là cái 12 tâm sở tư ở trong cái 12 tâm bất thiện. Mỗi một cái tâm sở tư đó tạo ra 7 cái tâm bất thiện. Rồi phúc hành là cái tâm sở tư mà ở trong 8 cái tâm đại thiện á. Tâm sở tư ở trong cái tâm thiện ly trí á, trong cái tâm sở tư ở trong một cái tâm thiện ly, ở trong một cái tâm thiện ly trí. Ly trí thì sao? Nó thiếu một trong cái ba tư, một trong cái ba tâm, một trong tam tư á. Quý vị biết thế nào là tam tư không? Đúng rồi, tư tiền, tư hiện, tư hậu. Tức là sao? Mình muốn trước khi làm á, cố ý trước khi làm, ngay khi làm, sau khi làm. Bố thí cũng có tam tư, trước khi tác ý muốn cúng dường và đang cúng dường và sau khi cúng dường. Nếu mình quan nghĩ hết này nó phước báo đầy đủ. Nhưng mà cái tâm sở tư ở trong cái tâm thiện ly trí á, tâm sở tư trong cái tâm thiện ly trí, thiện mà thiện ly trí nha, thì nó thiếu, luôn luôn thiếu trong tâm tư này. Tức là sao? Họ không có quan hệ trong lúc trước khi bố thí, không quan hệ trong lúc khi bố thí, hoặc là khi bố thí rồi cũng không quan hệ, tại vì nó không có trí, nó không có hiểu, hiểu không? Gọi là tâm sở thiện ly trí ở trong tâm tư. Còn cái tâm sở tư á, ở trong mà tâm thiện ly trí á, thọ hỷ á, mặc dù tâm ly trí mà thọ hỷ, tức là nó không có trí mà nhưng mà nó có thọ hỷ, thì nó có đủ tam tư, nó có đủ tam tư ở trong cái 12 tâm quả, gồm có 8 tâm quả thiện vô nhân nè, 4 tâm đại thiện ly trí. Còn cái tâm sở trong tâm đại thiện, ở trong tâm thiện ly trí thọ xã đủ, cũng đủ tam tư luôn, thì ở đó có 10 tâm quả. Còn tâm sở tư ở trong cái tâm thiện đó, đại thiện có trí đó, nó có tam tư, nó có 12 tâm quả. Còn tâm sở tư ở trong cái đại thiện có trí mà thọ hỷ á, thì nó cũng có đủ tam tư luôn, 16 tâm quả. Còn tâm sở tư ở trong cái đại thiện có trí thọ xã cũng có đủ tam tư. Cho nên chúng ta làm gì, chúng ta làm sao có cái trí, có trí mà thọ hỷ, thọ xã thì rất là tốt. Nó có đủ tam tư trong đó thì đưa ra cái quả rất là tốt, tốt đẹp. Ví dụ cúng dường chúng ta không hiểu lợi ích của nó là thôi, nó thiếu trí vậy đó. Tiếp theo là cái hành là tới vô minh. Tiếp theo là phần vô minh nè. Vô minh thì ở trong Chánh Kinh đó, Chánh Kinh nói là hỏi là thế nào là vô minh, thế nào là tập khởi của vô minh, và thế nào là đoạn diệt của vô minh, và thế nào là con đường để đến đoạn diệt vô minh. Sự không biết về khổ nè, tức là sự không biết về khổ, sự không biết về tập khởi của khổ, không biết về diệt khổ, không biết về con đường đến diệt khổ, thì cái đó gọi là vô minh. Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói vậy đó. Tức là sao? Chúng ta không có biết gì sự khổ, khổ đế đó, tức là không biết khổ, không biết nguyên nhân của khổ, không biết việc diệt khổ, không biết con đường đến diệt khổ, thì cái đó gọi là vô minh. Vậy đó. Cho nên cái người nào mà chưa đắc, chưa chứng ngộ tứ thánh đế thì đều là vô minh hết, vô minh hết, toàn bộ an vô minh, bởi vì chưa đắc được, chưa chứng ngộ tứ thánh đế đó. Cho nên người nào mà chứng ngộ tứ thánh đế là ai? Bậc Tu Đà Quần, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, những vị này gọi là có minh. Còn Ngài trả lời là từ tập khởi của lậu hoặc. Nhớ nha, mới nghe cho kỹ nè, từ tập khởi của lậu hoặc có tập khởi của vô minh. Ngài sẽ bắt nhà trả lời đó. Tức là sao? Từ tập khởi của lậu hoặc có tập khởi của vô minh, rồi từ đoạn diệt của lậu hoặc có đoạn diệt của vô minh. Đó là thánh đạo 8 ngành, Chánh Kiến, Chánh Tư Duy đó, vân vân. Nghe lại cho kỹ nha. Từ tập khởi của lậu hoặc có tập khởi của vô minh. Ý nói đây đó, tại sao nó có vô minh? Do có lậu hoặc, hiểu không? Cho nên nó có vô minh. Lậu hoặc là gì? Là có phiền não đó. Những cái phiền não, những cái bất thiện, những cái ô nhiễm trong tâm đó, gọi là lậu hoặc. Tất cả những phiền não gọi là lậu hoặc, asawá. Thì tại sao có vô minh? Do Ngài nói là do có lậu hoặc cho nên có vô minh. Thì như vậy đó, làm sao nó không có vô minh? Ngài nói là đoạn diệt có lậu hoặc thì đoạn diệt vô minh. Tức là sao? Chúng ta đoạn diệt được phiền não thì chúng ta đoạn luôn vô minh. Hiểu không? Cho nên phiền não còn thì vô minh còn, phiền não mất thì vô minh mất. Nói gì cho rõ hiểu. Phiền não còn thì vô minh còn, phiền não mất vô minh mất. Cho nên hỏi nguyên nhân nào sanh vô minh, đố với vậy nữa. Mới nãy nói rồi hết đó. Đúng. do phiền não, do các lậu hoặc cho nên sanh ra vô minh. À, vậy đó. Ủa sao đoạn diệt vô minh? Đoạn diệt lậu hoặc thì sẽ đoạn diệt vô minh. Hỏi dần hỏi con, hỏi trả lời không được. Cho nên có những người nó hỏi đó, làm sao mình diệt được vô minh? Có người Phật tử nó hỏi đó, ủa sư làm sao diệt được vô minh? Trả lời đi. Trả lời. Đoạn diệt lậu già, lậu quạt. Hiểu không? Thì sẽ đoạn diệt vô minh. Nguyên nhân nào đưa đến vô minh? Giới lậu quạt. Hỏi đủ thứ lắc léo vậy. Nhưng mà cũng vô đó thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà ta dùng cái từ khác, hiểu không? Đó là Ngài Sa Lợi Phất Ngài nói đó. Cho nên sau này ta nói, ủa tại sao con người vô minh ha? Không biết sao con người vô minh ha? Thì do có phiền não. Ví dụ như chúng ta đó, bây giờ chúng ta thấy nè, buổi sáng sương mù đầy hết trơn, chúng ta không thấy gì chứ. Ủa tại sao chúng ta không thấy? Do sương mù nó che rồi lên chúng ta không thấy vật cảnh vật gì trơn á. Thì giờ muốn thấy cảnh vật phải làm sao? Phải làm cho sương mù nó mất đi. Thì chúng ta mới thấy. Vậy đó. Phải nói ý nghĩa của vô minh nè. Vô minh đây đó, nó có căn, căn là gọi là căn vô minh đây đó, là ví đó mà căn ví. VID gọi là ví. Tại vì nó phân tích với ná với cộng căn ví. Avicca đó. Nhưng mà nó mất đi cái phần AN. Tại vì vô minh đây nó xuất phát từ chữ Sanskrit, từ chữ Veda đó, gọi là minh triết. Thực sự cái minh đây nè, á, ví dụ Vicca là minh, á là vô, hiểu không? Vô minh, Vicca là minh, còn á là không, không minh tức là vô minh. Chữ á là không nha, cộng với Vicca, Vicca đây là minh. Cho nên cái Vicca nó còn có nghĩa như là minh triết nè, rồi là sáng suốt nè. Bậc minh triết, bậc hiểu biết. Vicca có nghĩa là sáng suốt, là thông minh đó. Còn chữ á là no, là không. Là không có minh, tức là vô minh. Vô minh là sao? Vô minh là sao? Chứ không phải hỏi thế nào là vô minh. Vô minh là sao? Đúng rồi, do không hiểu được khổ, tập diệt đạo. Không hiểu được khổ, không hiểu được nguyên nhân của khổ, không hiểu được sự diệt khổ, không có hiểu được con đường đưa đến Niết Bàn, đưa đến sự diệt. Con đường đưa đạo đó, cái con đường đưa đến sự diệt khổ. Cái vô minh này hay lắm, diện nghe cho kỹ nha. Cho nên khi mà phân tích sâu vô cái vô minh đó, Đức Phật Ngài nói đó, chính là không biết rõ về khổ nè, không biết rõ về tập khổ, không biết rõ về khổ tập, không biết rõ về khổ diệt nè, không biết rõ về con đường đưa đến khổ diệt. Ngoài ra phân tích nhiều cái ý nghĩa lắm. Ví dụ như trường hợp đối với mắt cũng vậy nữa. Đối với mắt thì ví dụ như đối với người bình thường đó, không biết rõ về sắc, không biết rõ về sự tập khởi của sắc, không biết rõ đoạn diệt, sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường để đến sắc đoạn diệt. Sắc thọ tưởng hành thức nó giống vậy đó. Không biết rõ con đường. Nói về sắc thôi, thọ tưởng hành thức nó cũng giống vậy. Do không biết rõ về sự đoạn diệt cũng ủ ẩn này đó mà nó đưa đến, mà nó là vô minh. Cái người mà có trí tuệ đó, người ta hiểu sự đoạn diệt của ngũ ẩn này, sắc ẩn, thọ ẩn, tưởng ẩn, hành ẩn, thức ẩn. Không biết nó thì nó là vô minh. Cho nên đó, khi mà đối với mắt đó, chúng ta cũng vậy luôn. Làm sao mà chúng ta thấy được sự vô thường? Do thấy mắt là vô thường thì vô minh nó được đoạn tận, minh nó được sanh khởi. Chúng ta làm sao đừng có chấp ở sự thấy là thường nha. Chúng ta làm sao thấy cái sự mắt thấy ở đây là vô thường. Đối với nhĩ cũng vậy luôn. Sự nghe cũng như là nghe là sự vô thường. Xúc chạm là sự vô thường. Do chúng ta nghĩ thấy thật như vậy đó, chúng ta mới sao có minh sanh. Mà bình thường chúng ta nghĩ cái gì cũng thường chứ á. Chúng ta bị chói vô thấy sắc thường, chúng ta nghe thường, cho nên rất là nhiều sai lầm. Nhiều người nghĩ là cái nghe là thường hằng, là sai, cái là vô minh. Phật Ngài nói đó, do thấy cái nghe là vô thường thì minh nó mới sanh. Có những người chấp cái nghe là thường hằng, tánh nghe là thường, vô phương cứu chữa. Sắp bê sang cái ít cha mà vô thường, thường có giống gì mà thường, vô thường. Tất cả các hành là vô thường. Cái nghe cũng là sankhara, cái nghĩa nghe đó. Có những người họ lấy ví dụ như họ gọi nè. Nghe không? Nghe không? Đúng rồi, nghe chứ bạn không, ai nó không nghe. Nghe. Bây giờ nè. Nghe không? Nghe. Không nghe chỗ nào? Cái nghe, vẫn còn nghe. Ủa vậy cái nghe thường là vô thường? Vô thường. Thật sự á, mình không gõ, mình cũng nghe. Có những người ta nghĩ nè, không gõ mình cũng nghe, tức là tao nói cái nghe là vô thường, không phải, mình nghe nhiều âm thanh khác, chứ không phải nghe cái này. Hiểu không? Trong xung quanh chúng ta rất là nhiều âm thanh của loài người, âm thanh của cái vật, âm thanh của những cái mà xung quanh chúng ta, quạt nó quay nè, từng cái âm thanh của những con này nó bò, âm thanh nó tạo ra muôn vàn âm thanh. Nhưng mà vậy chúng ta bắt hết trơn à. Nhưng mà cái âm thanh này rõ nhất mà chúng ta lầm tưởng đi. Chúng ta lầm tưởng là chúng ta gõ gì nghe, rồi không gõ chúng ta nói không có nghe. Không phải không gõ chúng ta cũng nói nghe. Họ lầm tưởng cái nghe là thường là sai, hiểu không? Do có cảnh, luôn luôn có rất là nhiều cảnh mà tâm cái nhĩ thức chúng ta luôn luôn nó bắt cảnh. Nó không bắt cảnh này nhưng mà bắt cảnh khác. Nó vẫn nghe hết trơn à. Nhưng mà cái nghe này là vô thường, nó do nhờ bắt cảnh thôi. Cảnh không có cảnh nó không có nghe. Mà xung quanh chúng ta đều có cảnh hết. Khi nào nó không có cảnh nghe? Khi bây giờ nhập vào sơ thiền, vượt qua cái thinh rồi, vượt qua cái ngũ dục rồi, sắc thinh hương vị xúc, lúc đó không có nghe. Nhưng mà nghe ở cái trạng thái khác, nghe của cảnh ở phạm thiên, cái nghe của ngũ dục không còn nữa, chúng ta vượt qua cái phạm vi của ngũ dục. Cho nên đối với cái nghe cũng là vô thường nha. Do phải là sao chúng ta hiểu được, chứ không phải cái nghe là thường hằng. Họ nói tánh nghe thường hằng chật đất. Họ nói bây giờ không gỡ mình vẫn nghe. Họ nghĩ cái nghe là thường, không phải. Do nhiều cái nghe cái âm thanh khác nó bắt được, chúng ta vẫn nghe nhưng mà không nghe cái âm thanh này thôi. Rất là nhiều âm thanh nó vi tế lắm. Tiếp theo là cái vô minh đối với ý nghĩa về thờ ơ đối với sự vật. Tức là có hạng chúng sanh đó mà nhờ nghe pháp của Đức Phật á, tuy hiểu được bốn cái chân lý nhưng không có thực hành pháp để chứng đạt cái mà cần chứng đạt á, thì cái này gọi là thờ ơ với chân lý. Thì những ai mà thờ ơ chân lý bị vô minh chi phối. Cho nên cái vô minh ở đây là vô minh với ý nghĩa thờ ơ với sự thật. Tới khi mình hiểu mà mình không hành, mình hiểu là bốn chân lý sự thật, khổ, tập, diệt, đạo đó, mình nghe mình hiểu, mình học mình hiểu, nhưng mà mình không chịu hành thì vô minh đó với sự thờ ơ. Tức là mình không chịu hành tập, nhưng thì hành thiền, không chịu chánh niệm, tỉnh thức, tỉnh giác, không chịu phát triển định tuệ, duy trì chánh niệm để thâm nhập, để hiểu thấy sanh diệt, không chịu làm. Mà muốn thấy đưa đến thấy khổ, thấy tập, thấy diệt, đạo đó thì chúng ta phải hành tập với niệm xứ, dần chúng ta đưa đến cái sự thấy. Mà chúng ta nghe nói nhưng mà thôi không hành, đó là thờ ơ với cái sự thật. Ví dụ như một số mà các vị chư thiên đó, họ đi xuống thế gian, họ nghe Đức Phật thuyết pháp, họ hoan hỷ lắm nha, có Phật họ hoan hỷ vô cùng. Nhưng mà họ trả từ Phật, họ về trên đó họ vẫn hưởng ngũ dục, họ thờ ơ chân lý, gọi là về đây được nghe Đức Phật giảng dạy chân lý, nghe quá nghĩ vô cùng, về chỉnh của tiêu, về chỉnh cảnh đẹp vui quá đi, tiên nữ tiên nam gì cũng đẹp chứ. Cho nên cái tâm họ nó cuốn theo cái đó, cuốn theo ngũ dục, cho nên họ không có hành tập. Cái này cũng gọi là thờ ơ với chân lý. Lạ vậy đó, xuống đây thấy Phật nghe quan nghĩ quá, bay về chỉnh vỗ tiêu chứ, thấy cảnh trên đó nó đẹp quá đi, quên hết cái mình đã học, rồi không thực hành. Đây gọi là thờ ơ với chân lý. Cũng vậy, bữa nay nghe rồi đó, về không chịu hành tập, thờ ơ với chân lý. Mọi người mà thành tựu ba cái pháp này đó, ba cái pháp như là phạm tội mà không thấy phạm tội nè, hoặc là thấy phạm tội nhưng không có sám hối nè, hoặc là người khác thấy phạm tội nhưng cái người phạm tội không có chấp nhận, thì cái này đó, thường thường là ba pháp này đó, Đức Phật nói là người ngu họ hành như vậy á. Người nào mà hành như cái đó là người gọi là người ngu. Tiếp theo là vô minh đó, có ý nghĩa là nhầm lẫn. Cho nên đó, chính vì mà cái sự nhầm lẫn đưa đến kết quả đó, kết quả tai hại do tà kiến. Ví dụ như không có biết, mà không có biết thì cũng chưa hẳn đi đến cái điều xấu, phải không? Nếu mình không có biết cũng chưa chắc đưa đến điều xấu, nhưng mà nó có thể dẫn đến cái điều tốt. Bây giờ không có biết thì cũng chưa chắc sẽ đi đến điều xấu, nhưng mà cũng có thể dẫn đi đến điều tốt. Ví dụ như là một đứa bé đó, để dành thức ăn cho cha mẹ đi, mặc dù á, nó không có biết là điều tốt, hiểu không? Nó không có biết đó là điều tốt, thì cái này đó gọi là vô minh, chứ còn nhầm lẫn, tức là nhầm lẫn cái tốt là cái xấu, hoặc là cái xấu cho là tốt. Có những trường hợp là vô minh là không thấy cái điều đáng thấy, hoặc là vô minh thấy cái điều không đáng thấy nữa, vô minh thấy cái điều không đáng thấy, hoặc là vô minh thấy cái điều đáng thấy. Như là sao? Ví dụ như cái điều mà không đáng thấy như là thân ác hạnh này, ngữ ác hạnh này, thì cái đó là sao? Cái đáng thấy là thiện hành, ngữ thiện hành, nhưng mà cái không đáng thấy là ác hành, thân ác hành, ngữ ác hành. Còn cái nữa là vô minh, nó có ý nghĩa mê muội, ngu si, si ám, si mê. Cái ở đây đó đồng nghĩa với cái mô há cũng là si. Và vô minh này đó là nền tảng cho cái tham nè, cho sân nè, rồi với cùng các pháp tùy tùng theo đó nữa. Cho nên chúng sanh lên đó, nó sanh lên với nhau. Cho nên đó, một người mà có cái khổ cảnh gì đó, đời này đời sau, tất cả đều do vô minh làm gốc. Khổ đem lại lời này kiếp này, khổ đem kiếp sau, khổ cảnh đó, nó đều do vô minh nó đã tạo ra, chúng ta đã tạo làm gốc. Cho nên do vô minh đó, chúng sanh đi đến khổ cảnh, bởi bị cái si mê nên chúng sanh cũng đi đến khổ cảnh. Cho nên trong trường hợp này á, cái vô minh nó đồng nghĩa với cái si. Vô minh đồng nghĩa với cái si. Tóm lại đó là vô minh có nghĩa là trạng thái không có sáng suốt. Khi đối diện với chân lý á, nó đứng trước cái cảnh. Vô minh là gốc rễ của si, nhưng lại khác si nha. Si dẫn xuống khổ cảnh, còn vô minh đó, nó có thể đưa đến nhàn cảnh cũng có. Thường cái si là nó đưa đến khổ cảnh, nó dẫn xuống khổ cảnh, nhưng mà vô minh đưa đến nhàn cảnh. Ví dụ như sao? Ví dụ như có người mà dùng cái si đi, cái người mà đi trong đêm á, có thể gặp tai họa. Chúng ta đi trong đêm á, có thể gặp cái tai họa, gọi là si á, si có thể đưa đến cái khổ cảnh đó. Tai họa là sao? Mà đi trong đêm, khi mình không thấy đường, mình có thể sụp hố, đưa đến tai họa, đưa đến xảy ra đập rắn đủ thứ trên á, những chuyện. Cho nên đi trong đêm, cái si này nó ví như đưa đến khổ cảnh. Lấy ví dụ người si đi trong đêm đó. Còn cái người vô minh á, là như người đi trong cái bóng tối mờ mờ ảo ảo, nhưng mà họ cũng có thể lạc đường do cái nhầm lẫn, nhưng ít gặp tai họa, bởi vì bóng tối ảo ảo á, họ cũng có thể nhận biết mà Bạn biết ở đây có sự nhầm lẫn cũng có, nhưng ít cái tai họa hơn bằng cái bên kia si đi trong bóng tối không biết gì trơn á. Cho nên vô minh và si nó khác nhau chút xíu. Với lại do cái vô minh mà nó ngăn che, nó làm cho người ta không có ngăn che đạo quả đưa đến niết bàn, cũng như là nó dẫn dắt chúng sanh vô luân hồi á. Cái sự nào, cái điều gì mà nó chống lại cái sự sáng suốt thì đó gọi là vô minh. Còn cái gì mà nó không có biết được bốn cái sự thật á, tứ đế đó, thì cũng gọi là vô minh. Rồi nó vui thích trong những cái mà trong các pháp đau khổ á, nó cũng là vô minh. Rồi không vui thích trong cái pháp tốt đẹp cũng là vô minh. Nhớ nha quý vị, không vui thích trong cái pháp tốt đẹp cũng là vô minh. Ý nói là sao? Chúng ta hành thiền mà chúng ta không biết phát triển những cái pháp tốt là vô minh đó. Tức là sao? Không vui thích trong cái pháp tốt đẹp là vô minh. Chúng ta hành thiền, chúng ta tại sao không biết phát triển pháp tốt đẹp? Pháp tốt đẹp là gì? Là hỷ, là lạc, là định, là xả, thất giác chi. Đó là những cái pháp tốt đẹp, pháp thiện mà nhiều người không có thích, không có phát triển, sợ tham. Hỷ là tham, lạc là tham, định tham. Ủa, những cái pháp này không có vô thích trong đó, chính là vô minh. Nhờ cái pháp tốt đẹp, pháp thiện đó mà minh nó sanh. Hiểu không? Minh nó sanh cho nên chúng ta hiểu được cái bản chất của pháp đó là vô thường, là khổ, là vô ngã, chúng ta thoát ly. Hiểu không? Không lẽ hành thiện chúng ta hành thiện bất thiện hoài? Chúng ta phải phát triển cái thiện chứ. Đức Phật nói trong tứ chánh cần đó. Tức là làm sao? Những cái bất thiện nào đó chưa sanh, hãy làm cho nó đừng có sanh khởi. Những bất thiện nào đã sanh hãy làm cho nó hoại diệt. Còn những cái thiện pháp nào chưa sanh đó làm sao? Thì làm nó sanh khởi. Mà pháp thiện nào nó sanh rồi làm sao? Hãy tu tập cho nó phát triển nữa. Là cái đó mình sẽ vui thích trong pháp thiện đó. Mà vui thích trong pháp thiện thì minh sanh. Nói vậy đó. Ở trong đây đó, kinh nó nói như thế này nè. Không vui thích trong pháp tốt đẹp là vô minh. Tức là gì nè? Vin dí văn, ná vin đá ti tí, á vít cha. Tức là không có vui thích trong pháp tốt đẹp thì là vô minh. Bây giờ sợ chưa? Phải biết tu tập những cái thiện pháp lên. Đừng có nghe ai nói thiện pháp này là tham, bỏ đi là chết rồi. Không có tiến bộ gì hết trơn đó. Tu cái giống gì? Không lẽ tu bất thiện? Bên tu pháp thiện chứ. Tự nhiên là tu bữa nay có pháp lạc ngon quá. Lên trình thiền sư nói tham nó bỏ đi. Ủa tu gì trời? tham. Không chịu dạy người ta cách quán. Cái nói là tham không phải. Không vui thích trong pháp thiện chính là vô minh. Không biết sao mà bây giờ nhiều người gặp tu tốt lên bị la, nó là tham, nó bỏ đi. Ủa sao không biết cái lý này đâu ra, không biết nữa. Tại vì họ nghĩ họ dạy theo cái lý đó. Lạc này là tham là cái bị bỏ. Lạc vẫn tu cho cái lạc nó viên mãn luôn. Chúng ta phải hoan hỷ trong lạc, thỏa thích trong lạc. Chúng ta có minh sanh. Mà minh sanh đó chúng ta sẽ hiểu được lạc này là sao? Là vô thường. Lạc này là khổ. Lạc này vô ngã. Cái lạc mà khổ tức là quán cái lạc này sanh diệt đến nỗi mà không còn lạc luôn đó. Khi mà trong cái lạc chúng ta quán thấy sự sanh diệt của nó thì tự động chúng ta sẽ không thấy lạc. Vị nào không thấy sự sanh diệt trong cái lạc thì vì đó sẽ thấy cái lạc nó dính hoài trong đó. Cho nên trong cái lạc này chúng ta làm sao có thấy sự sanh diệt của lạc, thấy bản chất của lạc thì chúng ta không có thấy tham trong đó. Và chúng ta sẽ không có thấy cái lạc và chúng ta lại thấy khổ, nó lòi ra khổ liền. Cho nên đó, lạc chúng ta cần phải tu tập đến viên mãn là minh nó sanh, rồi chúng ta quán cái lạc này là vô thường, là vô ngã, không có tôi, không có ta. Lạc này không phải có tôi, lạc này không phải có ta. Tự nhiên minh nó sanh. Còn cái nữa, không có biết pháp hiện tại, không có biết sống trong hiện tại cũng là vô minh đó. Chúng ta sao? Suy nghĩ về quá khứ là vô minh đó nha. Mà không có chịu ở trong hiện tại, suy nghĩ tương lai cũng là vô minh luôn. Cho nên cái người biết sống trong hiện tại đây là sẽ có minh sanh. Đó, cho nên không biết pháp hiện tại gọi là vô minh. Mà pháp hiện tại là sao? Chúng ta có thể ghi nhận cái sự phòng, sự xẹp, hơi thở nè, tứ đại nè, rồi hiện tại có chánh niệm, cái tỉnh thức, cái tỉnh giác, chúng ta vô thích những cái điều đó. Nên ta chánh niệm tu tập trên cái điều đó, làm cho tâm chúng ta đó có sức mạnh ở hiện tại, nó chế ngự được phiền não, dần dần minh nó sanh. Mà không vui thích trên những cái điều hiện tại đó thì là vô minh. Bali nói rất là rõ vậy đó. Cho nên Đức Phật Ngài nói đó, quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng. Hiện tại đó, tuệ quán chính là đây. Rồi vậy như thế nào? Do mong việc sắp tới, do than việc đã qua. Chúng ta luôn mong muốn cái việc sắp tới, tức là mong muốn tương lai. Rồi chúng ta suốt ngày than vãn nhớ cái chuyện đã qua. Do mong việc sắp tới này, do than việc đã qua. Người ngu, kẻ ngu héo úa, như lao xanh rời cảnh, như lao xanh rời cành. Lao xanh rời cảnh, kẻ ngu héo úa như lao xanh rời cảnh. Cảnh ở đây đó có nghĩa là vô minh, nó chỉ cảnh chế định. Còn nữa là không có biết pháp chân đế cũng là nha. Những pháp chân đế là những cái sự mà chân đế của tâm đó, cái sự mà vi tế bên trong đó, sự thanh tịnh đó. Những cái chân đế mà ai không biết là vô minh, tức là chúng ta suốt ngày biết ba cái tục đế thôi à. Ví dụ như hơi thở đi, ôm cái hơi thở thô phù này từ đầu đến cuối cũng không được vậy chứ. Chúng ta làm sao nắm cái hơi thở, yếu tố của gió đó, nó là chân đế của hơi thở. Yếu tố của gió luôn luôn chuyển động trong đây nè. Chúng ta phải biết cái cảnh chân đế của gió. Hiểu không? Gió chuyển động chúng ta chánh niệm trên cái gió đó. Dần dần chúng ta đi đến chân đế. Cho nên ai mà không biết cảnh chân đế thì người đó là vô minh. Ngay cả chúng ta ghi nhận cái phòng xẹp như gì nữa. Cái phòng xẹp ở đây là tục đế, là phòng, xẹp tục đế. Nhưng mà phòng xẹp của chân đế là sao? Cái tâm nó thanh tịnh, cái phòng vi tế bên trong đó. Chỉ là sự phòng xẹp, chỉ là hiện tượng phòng, hiện tượng xẹp, hiện tượng dao động thôi. Nó là chân đế của phòng xẹp. Chỉ là hiện tượng dao động, làm sao chúng ta biết cái hiện tượng dao động cái bụng thôi. Người đó biết chân đế của phòng xẹp. Ai không có biết được chân đế thì người đó là vô minh. Chứ không lẽ ôm cái phòng xẹp hô phù hoài, không bao giờ qua chân đế được, tâm không có tiến bộ lên được. Bây giờ nói là tứ đại đi, đất nước lửa gió. Bây giờ cái yếu tố đất là sao? Là cái sự nặng, hiểu không? Sự nhẹ. Chứ không phải đất là cục đất bên ngoài gì. Cái đó là tục đế. Còn cái đất bên trong nó chân đế nó làm sao? Nó biểu lộ cái sự nặng, cái sự nhẹ, sự cứng, sự căng. Đó là chân đế của yếu tố đất. Yếu tố lửa, không lẽ lửa cháy thì không lẽ sao trong đây không thấy lửa chân, trong đây không thấy cháy chân vậy? Không, cái lửa, cái yếu tố của nó là sao? Là nóng, là lạnh. Làm sao chúng ta biết đó là yếu tố lửa? Chứ không phải chúng ta thấy nóng thật chết à. Nóng như cái lửa bên ngoài chết à. Chúng ta thấy cái sự nóng bên trong của yếu tố của lửa. Là cái người biết như thế đó là minh, nó dần dần nó sẽ sanh. Còn chúng ta không biết cái điều đó là vô minh. Biết cái điều không đáng biết, mà biết cái điều tức là không biết cái điều mà đáng biết thì đó cũng là vô minh. Tức là cái điều mà không đáng biết mà lại biết đó. Mà cái điều mà đáng biết mà lại không biết thì cái đó là vô minh. Như cái nào? Ví dụ như thiền này nè, chúng ta hãy lo biết đi, biết thân tâm nó sinh hoạt như thế nào là cái điều đáng biết. Còn cái vũ trụ đi khám phá, cái điều không đáng biết. Biết nó làm gì, không có lợi ích gì trơn, không có lợi ích giải thoát. Mà đi biết, đó là gọi vô minh. Căn cứ vào câu này nha. Nó thật, bây giờ nè, suốt ngày đi tìm hiểu cõi trời là sao. Ủa, để làm gì giờ? Chừng nào sanh lên cho anh biết, hơi đâu tìm hiểu. Mấy cái điều đáng biết là sao? Quay vô, chánh niệm trong đây nè, thân thọ tâm pháp, để chúng ta thanh tịnh phiền não. Cái điều này đáng biết mà không chịu đi biết, gọi là vô minh. Cho nên cái điều đáng biết trong đây chúng ta cần phải biết thì mới gọi là minh sanh, từ từ minh nó sanh. Hiểu không? Cho nên cái điều đáng biết mà không chịu biết. Còn cái điều không đáng biết mà đòi biết chính là vô minh. Thật, có nhiều cái nó nói ra trái ngang lắm. Chỉ có người ngu mà nó không biết làm vậy. Còn người trí, người ta sẽ đi tìm những cái gì là ít thiết thực. Ví dụ tu tập, giữ giới, bố thí, và tu tập thể định, tu tập tuệ. Những cái điều cần biết, nó là ích cho mình đưa đến tuệ tri, thắng tri, đưa đến giải thoát, đưa đến thanh tịnh, lợi lạc vô cùng luôn. Chút ngày đi nghiên cứu cái thần sâu học để làm gì giờ? Không có lợi ích gì hết trơn đó. Lợi ích thiết thực trong cuộc sống chứ lợi ích không có lương tương lai. Nó làm cho cái quả bất thiện tương lai không à. Hiện tại cái tài tu tập tới điểm xứ mà không chịu làm cái điều đáng biết nè, mà không chịu đi biết, thì cái đó là vô minh. Suốt ngày coi sao trên trời, cái điều không đáng biết mà đi biết. Cho nên cái điều không đáng biết nó rất là nhiều, đa số người ta thích thú trong nó không à. Mà trong kia cái điều đáng biết mà không chịu biết. Người điều đáng biết là sao? Quay vô danh sát, quay vô để cảm nhận nó, hiểu nó, thực tánh của nó, hiểu được bản ngã của chúng ta, hiểu được danh sắc, hiểu được sự sanh diệt của danh sắc vô thường, khổ vô ngã, đưa đến con đường thanh tịnh. Cái điều đáng biết mà không ai chịu làm chứ. Đó, cho nên đó, cái điều đó, đó gọi là điều mà không đáng biết mà lại biết, thì đó là vô minh. Còn cái điều đáng biết mà không chịu biết là vô minh. Vô minh nó nhiều ha, ý nghĩa. Có bốn ý nghĩa của vô minh nè, tức là vô minh đó, trạng thái của vô minh là sao? Là không biết. Cái phận sự của vô minh là gì? Là làm tối tâm, che á, che các pháp. Ngay cả che chính nó luôn, vô minh che vô minh luôn. Bóng tối che bóng tối. Cái sự thành tựu của vô minh là sao? Ngăn che bản chất, bản thể, thực tánh của pháp. Thành tựu của vô minh là nó ngăn che tất cả thực tánh của pháp. Cho nên khi có minh là nó không có che nữa, thấy rõ thực tánh của pháp, thực tánh của danh sắc, thực tánh của vô thường, khổ, vô ngã, thực tánh của danh sắc này. Thì đó là minh. Còn cái nhân cần thiết của vô minh là sao? Nó là những cái nhân đưa đến vô minh là gì? Nãy nói rồi, Asawa đó, những cái pháp ngầm tẩm đó, những cái đó gọi là lậu hoặc đó. Đó, nhân cần thiết của vô minh đó là những cái pháp lậu hoặc. Có lậu hoặc càng nhiều thì vô minh càng nhiều, gọi là nhân cần thiết của vô minh. Thì lậu hoặc càng nhiều tức là những người nào mà tham ái nhiều quá, phiền não nhiều quá, nhân đưa đến vô minh đó. Cho nên chúng ta làm sao đừng có để phiền não cho nhiều, đừng để phiền não sanh khởi. Thì nó có minh sanh từ từ. Còn chúng ta suốt ngày đắm đuối ở trong ngũ dục, làm cho lậu hoặc các phiền não sanh khởi, các lậu hoặc sanh khởi, thì đó là nhân cần thiết của vô minh, đưa đến vô minh. Tại vô minh đó, nó sẽ làm tối tâm các pháp chứ, nó làm ngăn che các pháp. Tức là nó không có nhận ra được cái chân lý nè, không có nhận ra đâu là phi chân lý. Giống như là có một người ảo thực á, luôn luôn che mắt che mắt những cái người xem á. Vô minh nó giống vậy đó, nó che các pháp. Mà cái người người ta biểu diễn ảo thực vậy đó, người ta che những cái hay của người ta. Cho nên mình thấy mình tưởng hay không à, nhưng mà thực sự nó giấu. Vô minh nó ngăn che cái bản thể của thực tánh. Thường nó ngăn che ba cái tướng của pháp hữu vi á. Đôi khi cái thân này là khổ mà chúng ta không thấy, chúng ta nghĩ là lạc không à. Chúng ta nghĩ có thân này là lạc, cũng là vô minh. Thực sự thân ngũ uẩn này là khổ, khổ khiếp. Cho nên ở trong cái lạc á, là nó ẩn trong cái khổ đó rồi. Ở trong cái thọ lạc, nó có ngủ ngầm cái khổ bên dưới. Bên trên đấy là pháp lạc thôi, nhưng mà hết quán hết cái lạc nó lòi ra cái khổ. Cho nên khi mà chúng ta mà thấy lạc mà chúng ta không chịu quán cho nó khổ đó, chúng ta sẽ bị không có nhận thức nó, chúng ta bị vô minh ngăn che. Cho nên Đức Phật ngày dạy đó, chúng ta hãy quán cái thọ khổ giống như mũi tên vậy đó. Nhưng mà quán cái thọ lạc là khổ, còn quán cái thọ xả đó thường. Quý vị nên nhớ nha, quán có thọ khổ như mũi tên, rồi quán có thọ lạc là khổ. Rồi quán có thọ xả là vô thường. Khi mà cái thọ xả chúng ta, cái trạng thái xả chúng ta có, chúng ta phải quán nó là vô thường. Để làm chi? Để nó không dính mắc ở trong cái xả. Hiểu không? Chúng ta nghĩ chúng ta xả, nhưng mà làm sao thấy cái xả là bản chất của xả là vô thường luôn. Thì tâm nó không bị dính ở trong cái xả đó. Hiểu không? Tại vì tất cả chúng ta đó thấy cái gì nó vô thường, nó thấy cái gì thường là chúng ta dính mắc. Ngay cả chúng ta thấy xả mà chúng ta cũng dính mắc luôn đó. Mặc dù xả, chúng ta dính mắc ở trong cái xả. Nhưng mà muốn không dính mắc trong cái xả, chúng ta phải quán cái xả đó là vô thường. Chỗ nào cũng vô thường, chỗ nào cũng trong xả. Xả mà thay đổi liên tục, xả mà sanh diệt liên tục, thì cái xả này chúng ta không dính mắc trong xả luôn, đưa đến giải thoát. Cho nên ngay cái tu lên tới xả mà còn dính mắc trong xả đó, nó không có đưa đến giải thoát được. Cho nên khi mà cái trạng thái hành xả trí đó, phải quán cái xả đó là vô thường, chúng ta mới vượt lên hành xả được, đưa đến anuloma, thuận thứ rồi chuyển tộc Gotchafu, đưa đến đắc chứng đạo quả. Cho nên nói tóm lại là quán sao? Quán thọ khổ là mũi tên. Tức là quán thọ khổ giống như cái mũi tên nó châm, nó bắn vào, nó nằm trong đó, xuyên trong đó, quán như mũi tên trong đó. Còn quán thọ lạc là khổ, và quán thọ xả là vô thường. Các dạng thức của vô minh nè. Vô minh nó xuất hiện rất là đa dạng, nó có nhiều cái hình thức lắm, tùy theo hoạt động của nó. Nhưng mà vô minh thường nó là gốc rễ của cái bất thiện pháp. Mà cái tùy tùng của vô minh đó là phóng dật. Cho nên chính cái phóng dật đó khiến cái tâm chỉ biết cảnh quá khứ thôi, hoặc là cảnh tương lai, nó xa lìa với cảnh hiện tại. Tại phóng dật đó thường sao? Phóng dật là sao? Là tâm chỉ nghĩ về quá khứ, tưởng về quá khứ, phóng dật. Hoặc là nó đi về tương lai, nó nghĩ về tương lai, tưởng về tương lai, rồi nó xa lìa cái hiện tại. Cho nên phải nhờ vô minh là nó tưởng quá khứ với tương lai đó. Cho nên cái này là tùy tùng đắc được cho vô minh, gọi là phóng dật đó. Nghĩ về quá khứ, nghĩ tương lai là nó sẽ hỗ trợ cho vô minh đó. Cho nên quý vị á, suy nghĩ đừng có theo suy nghĩ nha, tưởng đừng suy nghĩ tưởng là phóng dật. Suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ tương lai, nên cũng tưởng về quá khứ, tưởng về tương lai, thì làm cho vô minh nó tăng trưởng đó, nó xa lìa pháp hiện tại. Cho nên chúng ta phải trở lên giây phút hiện tại. Hiện tại là sao? Luôn luôn thấy, có tâm ghi nhận danh sắc ở trong đây, ghi nhận sự sanh sự diệt của danh sắc, ghi nhận của tứ đại, ghi nhận của tâm, của thọ, thân, thọ, tâm, pháp, ghi nhận trực tiếp trong đây, là chúng ta cảm nhận trong đây, thì chúng ta sẽ không có bị chạy ra ngoài. Tại thường chúng ta chạy ra ngoài và nhớ về quá khứ hoặc nhớ về tương lai mà, thì cái đó là tùy tùng của vô minh đó. Cho nên đó, cũng có câu là tất cả những bất thiện nào đó nó cũng đều là lấy vô minh làm gốc rễ chứ đó. Tất cả các bất thiện, tất cả bất thiện đều là gốc rễ của vô minh. Mà tại sao chúng ta không chịu phát triển thiện lên, tu tập phát triển thiện pháp? Mà bao nhiêu lần sư dạy đó, 10 ngày vừa rồi trong khóa thiền của sư đó, yêu cầu là phát triển thiện pháp lên, tu tập thiện pháp đi, minh nó sẽ sanh, minh nó sanh vào đó. Thiện pháp càng cao thì minh sanh càng nhiều. Và chúng ta quán ngược trở lại cái thiện pháp đó, chúng ta đến giải thoát. Mà nhiều người cũng chịu phát triển suốt ngày đó, lẫn quẩn ở trong cái mà hỗn độn của bất thiện không à. Họ nghĩ là tín niệm là sao? Tín niệm chỉ là buông bỏ cái gì? Vì cuối cùng có chánh niệm mà chánh niệm không phát triển lên được. Chánh niệm nó cũng muốn đủ sức mạnh của nó phải nương thiện pháp nó mới, chánh niệm nó mạnh được. Niệm thiện, cái niệm nó phải phát triển là sức mạnh của nó được. Còn cái niệm mà đối diện luôn cái bất thiện thì cái niệm nó yếu hoài luôn. Cái chánh niệm chúng ta nó yếu xìu rồi, nó không làm được gì đối với bất thiện chứ đó. Cho nên có những người dạy niệm biết buông bỏ gì mà không chịu phát triển cái thiện pháp lên, không chịu nương cái thiện pháp lên thì không bao giờ tu tập phát triển được, không bao giờ tiến bộ được trong tu tập được. Biết rồi trôi qua mà không phát triển cái gì chứ. Biểu phát triển họ nói ủa sao mình giữ lại, mình tạo ra. Không phải tạo, những cái đó là do trí tuệ chứ không phải tạo đâu. Thiện pháp mình tác ý cho thiện pháp sanh khởi, mình ghi nhận, mình quan sát, mình thấy bên trong đây có chỗ nặng chỗ nhẹ, chỗ nhẹ nó bớt phiền não, chỗ nặng nó phiền não, mình phải tác ý đến cái chỗ nhẹ bớt phiền não thì thiện pháp nó sanh lên từ từ. chánh niệm nó liên tục thì chuyện đó nó tăng trưởng. Nhiều người không có chỉ như vậy, biểu là biết buông. Ủa cuối cùng không có gì chứ, thiện cũng không có, mà thì tức là pháp thiện cũng không có, mà đẩy lùi bất thiện cũng không xong nữa. Mà chánh niệm càng ngày không phát triển được. Chánh niệm mình muốn mạnh mẽ mình phải nương theo thiện pháp, nên nhớ rồi đó. Thiện pháp càng cao chánh niệm càng mạnh, minh càng xanh. Còn chú á, cho nên chúng ta phải thích thú, làm sao Đức Phật Ngài nói là một người làm sao có sự thích thú ở trong cái chú niệm của chúng ta, trong chú niệm mà thiện á. Và mình biết sợ đối với những cái phóng vật, phải biết sợ hãi đối với phóng vật, thì người đó chắc chắn sẽ không bị thói chuyển, không bị thói đọa. Người đó luôn luôn tiến đến nước bàn. Cho nên chúng ta phải cần mẫn chú niệm, phát triển trên thiện pháp. Do cái sự chánh niệm thế chúng ta làm sao có sự hiểu biết bất thiện, chúng ta phát triển trên thiện. Rồi chúng ta phải tránh những cái phóng dật. Thì người này dần dần họ sẽ tiến hóa. Cái chi pháp của vô minh đó là tâm sở si, tức là mô há chê tá xích cá đó. Mà thường vô minh nó xuất hiện dưới dạng như là ô gá, dưới dạng dòng nước sói đức mạnh, dòng nước sói của tâm á, nó gọi dòng nước sói. Nó cuốn chúng sanh vô luân hồi. Ô gá gọi là bọc á, dục bọc á, hữu bọc, dục bọc, hữu bọc, vô minh bọc á, tức là không, kiến bọc, dục bọc, kiến bọc, vô minh bọc. Tại những cái này gọi là bọc lưu, giống như dòng nước sói đó, ta gọi là bọc. Tại vì những cái mà ô nhiễm này nè, nó cuốn chúng sanh vô trong đó. Mà thường nó đưa đến sanh vô khổ cảnh không à. Gọi là bọc lưu, cái sự cuốn vào dục bọc, kiến bọc. Ngoài ra còn vô minh nó xuất hiện ở trong, gọi là ở trong các triền cái đó. Thì mà các triền cái nó sanh lên, nó cũng làm chúng ta vô minh nữa. Mà chúng ta trong tập làm sao phải vượt qua 5 triền cái. Khi mình vượt qua 5 triền cái mình sẽ có định sanh. Định trong Khanika Samadhi, định trong Sắc Định, hoặc là định trong An Chỉ Định. Thì cái đó nó sẽ có sự hiểu biết, dần dần minh nó sanh. Còn ai mà không có vượt qua 5 triền cái thì là đều là vô minh hết. Chúng ta bị nào là hôn trầm thị miên, nó che chắn chúng ta. Tức là hoài nghi che chúng ta, rồi sân nó che chúng ta, rồi phóng dật, trạo hối nó ngăn che chúng ta, rồi tham dục nó ngăn che chúng ta. Cho nên chúng ta làm sao vượt qua 5 pháp chướng ngại đó thì mới là minh, từ từ nó sanh khởi lên. Cho nên vô minh này nó xuất hiện ở cái dạng mà gọi là che lấp, gọi là Nibbana, 5 pháp chướng ngại đó. Thì nó ngăn chặn chứng đắc thiền định, ngăn chặn chứng đắc đạo quả luôn. Cho nên chúng ta tu tập làm sao phải vượt qua 5 triền cái là điều quan trọng vô cùng. Mình vượt qua 5 triền cái mình sẽ có định. Mình vượt qua 5 triền cái cũng đồng nghĩa mình vượt qua ngũ dục luôn. Sắc thinh hương vị xúc pháp, nó làm tâm nó thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh là thường hỷ sanh, lạc sanh, định sanh, pháp ly dục mà. Mà không hiểu làm sao người ta không cho tu tập mấy đó. Thiền sinh nào mà tiến bộ lên, tham nó bỏ đi, xuống vô minh, xuống cái tầng lớp mà triền cái đi. Chắc suy nghĩ khuyên kiểu đó. Thật sự mà mình không có được, mình ly dục tự nhiên nó sanh khởi hỷ thôi à, nó vậy đó. Vượt qua ngũ dục, vượt qua 5 triền cái tự nhiên hỷ sanh, lạc sanh, định sanh, tuệ sanh, nó vậy đó. Tại vì những cái pháp triền cái luôn vùi lấp cái tâm chúng ta ô nhiễm. Nó không phát sanh được hỷ được, không phát sanh được lạc được, không phát sanh được định, không đưa đến xả ly được. Nhiều người dạy cái lý ngộ ghê luôn đó. Người ta tu được cái pháp tốt rồi biểu người ta ngã mạn. Người ta lên trình pháp nói người ta ngã mạn rồi. Người ta có pháp tốt biểu người ta nói người ta tham. Không biết tu giống gì không biết nữa. Mình có sự tỉnh thức sao mình nói tham được. Mình trú lạc mình có sự tỉnh thức. Mình hay biết cái pháp lạc là vô thường. Thì sao tham? Minh có minh, đàng hoàng mình biết nó vô thường cho nên có minh sanh, nãy nói rồi. Cái gì mà thấy vô thường là không có vô minh nha. Mình hãy nhìn thẳng vào cái lạc đó là thay đổi, là sanh diệt, là vô thường, là hoại diệt. Thì nó có minh. chứ mắc mới gì nó lạc mà mình không chịu chỉ người ta cách tu, mà nói nó tham là sao? Chừng nào mình thỏa thích trong cái lạc đó mình không biết nữa, mình thấy lạc chỉ là lạc thôi, không biết cái sự thay đổi của lạc, thì đây mới gọi là vô minh. Trong cái lạc nhưng mà không hiểu nó là vô minh. Phải dạy cho người ta tội tri quán như thế nào để thoát ly chứ. Ngoài ra vô minh đó, nó khi gặp những cái pháp ngủ ngầm đó, nó cũng có vô minh trong đó. Pháp ngủ ngầm nó có thể nương theo danh sắc nè, nó tạo cho cái điều kiện làm cho vô minh sanh rồi. Nhưng mà phần lớn đó, nó nương theo cái sắc pháp, cho nên những người mà chứng đạt thiền sắc giới đó, đa số vô minh nó cũng nương theo cái sắc tướng ở trong đó. Nó cũng có vô minh nữa, chứ những người đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì nó thuộc về sắc tướng đó. Sắc vô minh nó cũng nương theo cái đó mà sanh lên. Nhưng mà những cái thiền vô sắc thì cũng có vô minh, cũng có nữa, nhưng mà vô minh rất là ít. Mặc dù nó không có sắc tướng nhưng mà vẫn có vô minh, nhưng mà vô minh nó rất là ít. Cho nên còn vô minh nó xuất hiện ở dạng mà lậu hoặc, asawa. Khi có các lậu hoặc, các phiền não thì nó có vô minh. Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Rồi vô minh xuất hiện ở những cái gọi là cái sự trói buộc. 10 kiết sử là trói buộc. Thân kiến, hoài nghi với cấm thủ, sân, tham dục, rồi ái sắc, ái vô sắc, rồi phóng dật, vô minh, ngã mạn. Những cái đó là trói buộc, vô minh nó xuất hiện trong cái đó. Mà đoạn diệt cái đó thì đoạn diệt vô minh luôn, hiểu không? Đoạn diệt 10 cái kiết sử này là đoạn diệt vô minh. Vậy đó. Cho nên cái vô minh nó liên hệ với những cái trói buộc đó. Trói buộc này gọi là samyochana đó, là những cái kiết sử. Cho nên khi mà chúng ta đó đoạn diệt các kiết sử, đồng nghĩa chúng ta đoạn diệt vô minh. Thường vô minh nó sẽ làm cho chúng sanh đó trôi lăn ở trong luân hồi, làm cho chúng ta kháng khích trôi theo luân hồi trong đó. Vô minh nó có sự gọi là trói buộc, có sự trói buộc trong đó. Những cái pháp nào mà chúng ta có sự trói buộc đều là vô minh nữa. Ví dụ như chúng ta thích thú ở trong cái pháp hỷ, pháp lạc, thì đây là trói buộc trong pháp hỷ, pháp lạc đó, cũng là vô minh. Nhưng mà nếu làm sao chúng ta đừng có trói buộc, chúng ta phải quán cái hỷ này là vô thường, chúng ta không bị trói buộc. Quán hỷ này là hoại diệt, là vô ngã, chúng ta sẽ không bị trói buộc trong pháp hỷ đó. Pháp lạc cũng vậy luôn, phải tu tập cái lạc này là vô thường, chánh niệm cái lạc đó, để khi cái lạc đó nó trở nên lạc đỉnh cao của lạc. Nhưng mà chúng ta thấy đỉnh cao của lạc này vẫn là thay đổi, là sanh diệt, thì vô minh nó không bị trói. Rồi chúng ta không có bị trói buộc trong cái pháp lạc đó, thì vô minh nó không có mặt trong đó. Cho nên vô minh nó sẽ xuất hiện ở trong cái sự trói buộc. Khi mà chúng ta tu tập tới đỉnh cao rồi, ví dụ như chúng ta thâm nhập vào tứ thánh đế đó, chúng ta thấy cái sự khổ, cực kỳ khổ luôn. Mà ngay lúc đó tại sao nó khổ? Do chúng ta trói buộc dính chắc, cái sự trói buộc ở trong danh sắc. Cái ái nó trói lại giữa danh và sắc, giữa thân tâm nó trói bên trong. Nó có cái sự gọi là upadana linking đó, cái sự mà cột chặt vào, cái sự chấp chặt vào. Thì hành giả tu tập đến mà đỉnh cao đến đó, hành giả thấy có cái sự chấp trong danh sắc, cho nên đó, vô minh nó còn. Cho nên ngay lúc đó là làm sao hành giả thấy cái sự chói đó, chánh niệm trên cái sự chói, nó đoạn diệt cái sự chói đó, nó cắt đứt cái sự chói buộc đó, thì ngay lúc đó khổ diệt. Cắt đứt cái chói đó cũng là cắt đứt cái ái luôn, ái với ở trong đó. Cho nên ngay lúc đó khổ diệt và thấy con đường đến nước bàn mở ra liền, con đường đã đến sự diệt khổ, con đường đã đến niết bàn. Vừa diệt khổ là tâm đạo nó có ngay liền, là con đường đưa đến đó, khổ diệt đó, tâm đạo nó sanh lên, và kế đó là tâm quả liền. Cho nên thường vô minh nó xuất hiện ở trong cái sự trói buộc rất là nhiều. Chúng ta tu tập lên tới hành xả trí cũng vậy, chúng ta nhiều người bị trói buộc ở trong cái xả. Cho nên anh Ải nói rồi, khi xả phải quán như thế nào? Quán vô thường, để cho không có bị trói buộc trong cái xả đó. Tu đến xả rồi mà còn bị trói buộc và dính mắc nữa. Tưởng là xả là không dính mắc, nhưng mà dính mắc. Vậy đó. Đừng nghĩ xả là không dính mắt nha, nghĩ xả vẫn dính mắt trong cái xả. Cho nên quán cái xả này là vô thường, để nó không có dính mắt trong xả mà đưa đến đó, minh sanh. Minh sanh thì vô minh diệt. Cho nên đó, ở trong cái tứ thánh đế đó mà chúng ta thấy nguyên nhân của khổ đó, thì cái đó là sao? Minh sanh, hiểu không? Chứ không phải vô minh. Nhiều người nói cái nhân ở trong khổ tập đó là gì? Nhiều người nói là vô minh và ái chặt lất. Nếu mà có vô minh làm sao chúng ta thấy được cái làm sao thâm nhập được thánh đế, hiểu không? Do minh chúng ta mới thâm nhập được thánh đế, mới thấy được, mới hiểu được. Do chúng ta quán thấy sự vô thường tam tướng mà dần dần nó dẫn dắt đến thấy tột đỉnh của chỗ chân đế. Do minh nó dẫn tới minh sanh mà, cho nên thấy được chấp chặt trong đó, hiểu nó trong đó. Thì sự hiểu cái sự chấp trong đó thôi chính là ái thôi. Ái nó trói cột, trói buộc của danh sắc lại. Cho nên chúng ta thấy khổ mà chúng ta cắt cái trói đó rồi chúng ta không hề thấy khổ nữa. Không có còn chấp buộc, chấp chặt trên danh sắc, cho nên nó không thấy khổ nữa. Thì cái đó là khổ diệt. Khổ diệt, vô minh diệt, rồi đến đoạn diệt, rồi đến con đường để đến diệt khổ. Có nhiều người họ nói trong tứ thánh đế tập khổ đế, tập đế là nguyên nhân của nó là sao? Vô minh và ái. Đây là cái ý nghĩ sai lầm. Trong tập đế chỉ có ái thôi nha, nhớ nha. Trong cái không phải trong cái tập đế đó, nguyên nhân của khổ nó chỉ có một cái chơi duy nhất là ái, chứ không phải vô minh trong đó. Nếu chúng ta có vô minh làm sao chúng ta thấy được, hiểu không? Làm sao chúng ta hiểu được? Ngay lúc đó là có minh rồi, cho nên không có vô minh. Rất là nhiều sách sư thấy nguy hiểm như vậy. Sư đọc rất là nhiều sách tiếng Việt. Tập đế nguyên nhân của nó là vô minh và tham ái. Trời ơi, muốn xé chỗ đó dễ sợ luôn. Thật đúng đó. Nếu mà có vô minh làm sao chúng ta thâm nhập tới đó được? Nó chỉ có ái thôi. Rất là nhiều sách. Vì để ý đi, nhiều sách tai hại vô cùng luôn đó. Không biết cái gì chứ, cũng viết sách nữa. Không có hiểu được Phật pháp nào, không biết cũng biết ra tới cái quyển sách cho bằng được. Vô minh nó có một loại là không có biết, không có thấy, tức là không biết, không thấy chân lý. Cho nên nó luôn bị cái vô minh nó dẫn dắt vô cái sinh tử luân hồi. Cho nên thường thường Đức Phật này nói là kẻ ngu luân hồi dài do không biết diệu pháp. Đức Phật này nói thế. Kẻ ngu luân hồi dài do không biết diệu pháp. Diệu pháp là gì? Là tứ đế. Là diệu pháp. Chúng ta thấy được tứ đế, tức là chúng ta thấy được diệu pháp. Mà người nào thấy được diệu pháp thì người đó đó có minh, chứ không phải vô minh. Cho nên khi mà nãy định nghĩa vô minh là gì? Là không thấy được khổ, không thấy được tập, không thấy được diệt khổ, không thấy được con đường để đến diệt khổ, gọi là vô minh. Có những người đó, ví dụ như có những cái mà không nên thực hành mà họ đi thực hành. Vô minh. Có những cái không đáng phải thực hành mà đi thực hành. Chẳng hạn như thế nào? Ví dụ như những việc thiện sự đó, đúng đáng để thực hành mà không chịu thực hành. Còn cái việc ác sự thì thực hành. Có những cái mà chúng ta không nên thực hành, như là tạo những cái ác nè, tạo bất thiện nghiệp từ thân nè, từ khẩu, từ ý nè, và thực hành những cái pháp khổ hạnh nè, những cái pháp tà hạnh, tà giải thoát. Những cái đó không đáng thực hành. Mà ai mà thực hành cái đó là vô minh. Đức Phật đã chỉ con đường rõ ràng mà tránh hai cực đoan. Cực đoan gì? Hành sát khổ hạnh. Một cực đoan gì? Dính mắc trên hưởng thụ dục lạc. Hai cực đoan này chúng ta phải tránh. Mà người nào không biết tránh cực đoan đó thì là vô minh. Suốt ngày đi hành sát. Thực sự chúng ta hành thiền, chúng ta ngồi cái già, chánh niệm, tỉnh giác đầy đủ, chúng ta thấy cái khổ mà chúng ta duy trì cái khổ. Cái đây không phải hành sát nha, chúng ta thấy cái khổ thật đó. Hành sát là gì? Là chúng ta tự đánh vào người chúng ta, đó là hành sát. Chúng ta tự chối, chúng ta lăn ra phơi nắng là hành sát. Chúng ta nhào vô cái ổ kiến cho nó cắn là hành sát. Hiểu không? Chứ không phải chúng ta hành thiền mà chúng ta thấy khổ là không phải hành sát. Cái đó là chúng ta thấy thực tánh của khổ, của thân tâm này. Có những người họ nói, ủa khổ mà sao cứ chịu hoài trời, vô sao mà thực tập hành sát như vậy? Hành cái gì mà hành sát, hành cái gì mà hành sát đây? Có nhiều người không có hiểu, phán đoán tầm bậy. phát ngôn tầm bậy tầm bạ. Ví dụ như trường hợp là có cốt lõi mà không có cho, cho là không có cốt lõi, rồi không có cốt lõi cho thấy là có cốt lõi, cũng là vô minh. Vô minh nó có 3 loại. Vô minh nó có nhiều loại lắm, nó có 3 loại, nó có 4 loại, có 5 loại, nó có nhiều loại lắm, 6 loại cũng có nữa. Thứ nhất là vô minh có 3 loại, thứ nhất là tâm sở si, tương ưng với 3 thọ đó. Ví dụ như thọ khổ ha, thọ lạc, thọ xả mà chúng ta đó, khổ mà chúng ta không có biết trong cái sự khổ đó như thế nào, lạc mà chúng ta không hiểu được cái lạc, xả chúng ta không hiểu được cái xả đó, thì chúng ta sẽ có vô minh trong 3 thọ. Tức là chính vì không có biết nguy hại của cái thọ này, vì thọ dẫn đến ái, cho nên đó, khi nào mà còn ái trong đó thì còn luân hồi. Còn vô minh nó có 4 loại. Nó 4 loại là sao? Là không hiểu tứ đế. 4 loại là không hiểu. Thứ nhất là không hiểu tập đế, không hiểu đạo đế, không hiểu khổ đế đó, không hiểu tập đế, không hiểu đạo đế, không hiểu sự diệt khổ. Nói chung là tứ đế, không biết tứ đế, đây là gọi là vô minh. Vô minh có 4 loại đó. Còn vô minh có 5 loại là sao? Tức là che đậy tội lỗi ở trong cái 5 nẻo tái sanh đó. Thứ nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là người và trời. Vô minh có 6 loại là sao? Tức là không thấy vô thường, không thấy khổ, không thấy vô ngã, và không thấy vô ngã ở trong 6 cửa giác quan là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý nữa. Tức là mình không có thấy cái sự vô ngã của nó. Có những người họ nghĩ là cái mắt là có ngã, mắt có tôi, có ngã là ngã của tôi, là cái bản ngã. Không phải, mắt là vô ngã, nhĩ, cái tai đây cũng vô ngã. Cho nên ở trong cái 6 cửa giác quan đó, đều là vô ngã hết. Mà chúng ta không thấy vô ngã trong đó, đó chúng ta sẽ có vô minh. Gọi là vô minh trong cái 6 loại, nhất là không thấy vô thường, là không thấy khổ, không thấy vô ngã. Mà vô ngã ở trong 6 cửa giác quan chúng ta đó. Chúng ta không có thấy được cái vô ngã đó. Còn trong 6 cảnh nữa, sắc, cảnh gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Không có thấy, hiểu biết nó. Không có thấy cái vô ngã trong đó. Vô ngã trong 6 cảnh. Ví dụ như không thấy mắt là vô thường đó, khổ vô ngã. Ví dụ tai cũng là vô thường, khổ vô ngã. Có những người họ nói nghe nãy ví dụ đó, nghe là thường là chết rồi còn gì nữa, nghe là vô thường là vô ngã. Mà không biết sao có những trường phái họ nói vậy đó, cái nghe là tánh thường. Mấy tỷ bị từng nghe cái đó chưa? Cái tánh nghe là thường là chắc lắc, là chết giấc, tu gì nữa tu. Nghe là vô thường, cái tánh nghe cũng là vô thường luôn, nó vô ngã, nó không có ngã trong đó chứ đó. Hồi thời Đức Phật đó có một cái Phikkhuni tên là Dammadina đó. Bà tên Dammadina. Hồi lúc mà còn cư sĩ, chồng của bà cũng tên là Visakha luôn. Thì hai chồng đó đều, ông chồng cũng cho bà vợ đi tu, bà đi tu bà đắc lên quả A-la-hán. Còn ông chồng đó, cũng tu tại gia đắc lên đó, tam đạo tam quả. Thì ông chồng này đó tắt tam đạo tam quả, tưởng ngon lắm mà, chứ nghĩ vợ mình chưa đắc. Lợi chất vấn hỏi là trong cái thọ lạc đó, cái lạc, cái gì là lạc và cái gì là khổ? Ông hỏi bà vậy đó. Bà là A-la-hán mà, bà Dammadina, bà Phí Khôn Niệm đắc A-la-hán rồi. Thì bà mới trả lời, này hiền giả Visakha, tức là chồng bà đó. Nó kêu là hiền giả, tại bây giờ nó đắc thánh, người ta đâu kêu chồng vợ nữa. Này hiền giả Visakha, ở trong lạc đó, đang trú lạc, tức là đang trú là lạc, và diệt mắc cái lạc, tức là khổ. Bà trả lời vậy đó. Ông tưởng đâu ông đắc đam đạo, ông bảo ông ngon là ông đi chất vấn bà vợ. Đâu dám chất vấn người khác. Chất vấn đến bà vợ nè, trong thọ lạc, cái gì là lạc, cái gì là khổ? Hỏi chắc cớ gì đó. Thì bà mới trả lời, trong thọ lạc, đang trú lạc là lạc, mà diệt mất cái lạc là khổ. Phải rồi, hiểu không? Cho nên chúng ta làm sao quán cái lạc này đó là khổ, làm sao quán cái sự diệt của nó đó, thì diệt chung là chúng ta thấy khổ ra, không còn lạc nữa. Đúng vậy luôn đó. Cho nên thường thường sư cũng dạy, sư nói hoài, đúng không? Hãy quán cái lạc này là vô thường, chúng ta quán riết rồi, thấy nó diệt, sinh diệt chứ không thấy còn lạc gì đó chứ đó. Nó là khổ. Mà vô thường nó sanh diệt hoài, nó mệt mỏi quá, nó là khổ. Hai vị đó tu đắc hết trơn. Một người là thánh cư sĩ thánh tam đạo, bà đó là trở thành Fikuni, Tỳ-kheo-ni tên Dammadina, trí tuệ rất là cao. Rồi ổng không chịu đâu nha, bà giải thích gì ổng không chịu đâu, ổng đi hỏi Phật có phải gì không. Phật nói đó, con gái của Như Lai nói vậy, Như Lai cũng nói y như vậy thôi à. Hỏi gì nữa. Ngài nói là con gái Như Lai đã nói như vậy rồi, Như Lai cũng nói y như vậy thôi. Ghê không? Thật sự Phật binh dễ sợ ha. Phật binh đệ tử. Thực sự hai người cũng là đệ tử, nhưng mà đệ tử xuất gia, đệ tử tục gia. Ổng là đệ tử tục gia, bảo là đệ tử xuất gia. Cho nên ở trong cái tứ đế đó, tứ đế đó, trong cái thánh đế đó, thì đối với bậc thánh đó thì thường cái khổ là cần phải thắng tri, tức là cái khổ cần phải vượt qua cái điều đó, vượt qua điều khổ, hiểu cái điều khổ, cần phải thắng tri. Còn tập đế đó, cần phải đoạn trừ. Rồi diệt đế cần phải tác chứng, tức là cần phải chứng nghiệm cái diệt đế, cái sự diệt. Còn đạo đế là cần phải có sự tu tập. Tức là nói về tứ đế á, thực sự ở trong cái mà cái vô minh á, nó có luôn cái phần tứ đế trong đó nữa. Mà thường ta giải thích cái phần vô minh, ít ai giải phần tứ đế trong đó, nhưng mà sư muốn giải cái phần tứ đế cho mấy vị nghe, cho mấy hiểu. Phần tứ đế rất là quan trọng trong cái vô minh đó. Trong cái khổ đó, cái khổ ý nghĩa làm sao nó luôn luôn biến đổi, chúng ta làm sao đó, thấy cái sự vô thường của cái khổ đó. Ngừng cái gì nó biến đổi nó cũng đưa đến khổ, cái gì đó. Cái gì mà nó thay đổi liên tục, cái gì mà vô thường nó sẽ đưa đến khổ. Trong cái bậc bình thường thôi. Trong cái hữu vi bình thường thôi. Cái gì mà nó luôn nó vô thường nó sẽ đến khổ. Ví dụ như chúng ta đang khỏe nè, mà sức khỏe nó thay đổi thì nó vô thường, sức khỏe nó vô thường mà. Thì vô thường thì nó khổ, nó bệnh. Cái gì đó, cái gì vô thường thì nó là khổ. Ví dụ mắt đang sáng mà vô thường của mắt là sao? Là mù, là mờ thì nó cũng là khổ. Cho nên á, cái gì mà nó chịu cái sự xấu, quả xấu trong đó thì nó đều là khổ. Sự tiêu hoại cũng đều là khổ. Cái thực tánh của khổ đó là sao? Cái trạng thái nó là sao? Bị bức bách. Bức bách khó chịu lắm. Rồi cái khổ, cái phận sự của nó là sao? Nó làm cho mình nóng bức. Rồi cái sự thành tựu của khổ là sao? Làm cho nó hiện bày cái khổ ra. Rồi cái nhân gần đưa đến của khổ là sao? Nó có danh sắc. Chúng ta có danh sắc này nè. Tức là có thân tâm này là có khổ. Có thân tâm này là có khổ. Cho nên trong cái phân tích cái khổ đó thì thực sự nhiều người chúng ta không có biết được nói hết cái khổ đâu. Những bậc thánh người ta đều thấu những cái khổ tột cùng của nó, cho nên người ta biết được cái khổ. Giống như là những người nào mà nếm chút nước biển họ mới biết cái vị biển là mặn vậy đó. Ở trong cái vi diệu pháp đó, cái bộ vi diệu pháp nó có đưa ra 12 cái khổ, tức là sanh là khổ nè, già khổ, chết khổ, sầu bi khổ u, não là khổ nè. Rồi gần cái không ưa cũng là khổ nè, xa lìa cái người thương mến cũng là khổ. Mong muốn tức là mong muốn không được cũng là khổ. Với lại mình chấp thủ ở trên 5 uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức cũng đều là khổ. Bệnh cũng là khổ. Bệnh gồm có thân bệnh nè, tâm bệnh đều khổ hết. Thân bệnh thì quý vị biết rồi, còn tâm bệnh là gì? Sầu bi khổ u. Những cái là tâm bệnh. Thường cái hiện tượng khổ nó có hai loại, tức là cái khổ phổ biến và khổ cá biệt. Thường cái khổ phổ biến là sao? Cái khổ mà mình không Không có một chúng sanh nào tránh khỏi, nhưng là cái khổ của năm uẩn này nè. Chúng ta có năm uẩn là chúng ta khổ. Chúng ta có ngũ uẩn này, chúng ta sẽ có già, chết, chi phối. Nó là cái khổ phổ biến nhất. Khổ thân nè, hoặc là cái khổ của chúng sanh thấp kém đó. Thân như là thân ngạ quỷ, thân súc sanh, cũng đều là khổ mà cái khổ mà khổ biến đó. Thường thì người giàu ít khổ thân bằng người nghèo ta khổ cái thân dữ dội lắm. Họ phải làm lụng cực khổ để nuôi mạng, để kiếm tiền nuôi thân. Họ khổ hơn cái người giàu. Người giàu thì ít khổ hơn. Còn khổ cá biệt là sao? Tức là cái khổ riêng của từng cá nhân. Cái khổ này nó rất là đa dạng. Ví dụ như sầu u, khổ não thường xuất phát từ năm cái tổn thất. Thứ nhất là tổn thất gì? Tổn thất về thân tộc. Ví dụ mất thân quyến hay mất bạn bè đó. Đây là những cái khổ mà nó khổ cá biệt. Ví dụ như khổ mất tài sản nè, mà tài sản họ mất mát, lại lọc mất mát này kia đó. Hoặc là cái sự bất an trong cái cơ thể này, do như bệnh ví dụ như mất tay mất chân, gãy tay cái này kia, cũng là khổ cá biệt. Hoặc là khổ về hư hoại giới hạnh. Có những người họ bị giới thủng, giới hư họ cũng khổ nữa. Thật, họ ăn năn, họ lo, họ cũng khổ nữa. Về ví dụ như sự hư hoại về tri kiến đó, rơi vào cái loại tà kiến dẫn đến thực hành khổ hạnh đó. Trường hợp giống như những cái du sĩ mà hành trong kinh đó, hành con bò đó, biết không? Hạnh bò, hạnh chó, có nghe đó chưa? Thực sự đó cũng là khổ do hư hoại tri kiến, do cái tri kiến sai mà chúng ta hành sai đưa đến cái khổ. Khổ này là do hư hoại bởi tri kiến, không có hiểu không? Trong kinh Trung Bộ đó có những bài kinh nói về hạnh bò, hạnh chó đó. Hạnh bò là ăn giống như con bò, chó sủa như con chó, làm gì đó. Những cái hạnh đó họ nghĩ là sanh về sanh thiên, nhưng mà không phải, đây là tà kiến, không có hiểu biết. Mà hạnh những hạnh đó cũng khổ. Đây là khổ do hư hoại bởi cái tri kiến sai lầm. Sinh là khổ, ví dụ như là sinh vào địa ngục nè, phải chịu khốc liệt lửa đốt trong đó, rồi bị trôi dạt trong nước, trong bị nước nóng. Rồi chúng sanh đó, sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, đói khát triền miên, bị lửa đốt, đều là những cái khổ, gọi là sanh khổ. Sinh vào Atula, cảnh giới tối tâm lạnh đẽo, nó cũng là thiếu ánh sáng mặt trời, cũng là khổ. Sinh vào bào thai cũng là khổ. Rồi sầu này, sầu trạng thái buồn rầu, ví dụ một phùng mị cái mà phiền muộn do mất mát cái điều mà mình yêu thích, hoặc là mình buồn vì mất cha mất mẹ, nó cái điều là sầu. Trong cái đặc tính của sầu đó, thứ nhất là cái gì, cái trạng thái nó nung nấu nội tâm, làm nội tâm khô héo lại. Rồi cái phận sự của sầu đây, nó làm đốt cháy nội tâm của họ. Rồi ta thành tựu là nó phiền muộn liên tục. Thì như vậy cái thọ u trong cái hai cái tâm sân này, trong hai tâm sân đó cái thọ u trong đó. Bi là sao? Phiền muộn đến mức phải khóc. Thực sự những người khóc là bi. Cái trạng thái của bi đó thường là than khóc, kể lể. Phận sự là thường là những nói chuyện xấu đã qua rồi, chuyện xấu của mình hoặc chuyện xấu của người. Cái sự khổ, cái sự bi ở đây đó, sự bi ở đây thành tựu của nó là làm cho tâm mình nó loạn đi. Sầu y khổ não mấy cái này chắc nói sơ thôi. Thực sự khổ đế đó bao gồm mà có 7 loại. Thứ nhất là khổ nè ha, cái này quan trọng nè, khổ rồi biến hoại khổ nè, hành khổ nè, rồi ẩn khổ nè, rồi hiện khổ nè, ảnh hưởng của khổ, rồi bất ảnh hưởng của khổ. 7 loại khổ ở trong tứ đế đó, trong cái khổ đế đó. Khổ đế nó thuộc về thân tâm, khổ thân khổ tâm. Biến hoại khổ đó là ví dụ như khi thọ lạc thay đổi trở thành cái thọ khổ đó, biến hoại khổ. Rồi hành khổ là sao? Cái sự sanh diệt liên tục của pháp hữu vi, nó là hành khổ. Ẩn khổ là sao? Cái khổ mà không có lộ ra ngoài, người khác không có biết được, cái đó ẩn khổ. Nhưng ví dụ như mình rất nhức răng nè, hoặc mình đau tai, hoặc đau bụng, đau gì đó, ẩn khổ. Hiện khổ là sao? Là cái khổ không cần như là nó không có. Hiện khổ là sao? Không cần hỏi mình cũng biết. Như là ví dụ như người bị tài sản nó khánh tận, gọi là tâm nó sầu u, nhìn thấy là biết liền, cái đó là gọi là hiện khổ. Còn bất ảnh hưởng khổ là sao? Cái khổ trực tiếp, là chịu trực tiếp cái khổ phát sinh nơi thân hoặc tâm, đó là khổ. Còn vấn đề mà tập khổ đây là sự trói buộc chúng sanh ở trong danh sắc đó. Tập khổ, cho nên cái trói buộc ở trong đây đó, nó do cái ái trói thôi, do ái, nó là nguồn gốc cái sanh rồi, nó không có gián đoạn, nó trói liên tục, nó tạo ra sự chướng ngại trong cái khổ đó. Cho nên khổ sinh ra nơi nào, nơi đó chính là nguồn gốc của khổ. Chủ yếu là khổ nó do nó ái đó, do cái ái cho nên mới có cái thân tâm này. Cho nên ba loại ái, dục ái, sắc ái, vô sắc ái, nó đều nằm ở trong thân khổ đây nè. Sinh khổ, bệnh khổ, sầu bi khổ, ưu đều khổ hết. Còn nguyên nhân của mà không có hiểu biết về cái nguyên nhân của khổ đó là do nương tựa vào khổ, tức là sao? Họ có danh sắc này rồi, danh sắc này đương nhiên là khổ, nhưng mà hầu hết chúng sanh đều mong mỏi tồn tại. Chúng ta nó có thân tâm này, chúng ta luôn luôn muốn sống, chúng ta luôn đâu muốn chết đâu. Chính vì cái muốn sống cho nên ái nó chi phối, mà ái chi phối nó làm khổ vậy đó. Rồi không biết sự diệt khổ, tức là cái sự diệt khổ mà chúng ta, cái người không có biết được cái sự diệt đó, thì chính là cũng là khổ. Bản chất của diệt cái đây đó, diệt đế đó là sự vắng lặng bất động. Sự diệt ở đây nó không có hình tướng, nói chung là trạng thái rất là thâm sâu. Những người nào mà tu tập đến đây họ thấy thậm thâm dữ lắm, không có tướng trạng để diễn tả được cái sự diệt đó, đặc biệt lắm. Những cái bậc thánh sơ đạo, nhị đạo các ngài mới kinh nghiệm những cái điều này. Chúng ta phàm phu, ai phàm phu không biết được đâu. Rồi không biết con đường để đến sự khổ. Ví dụ như đạo diệt khổ thì đối diện với cái sự diệt khổ đó. Đạo diệt khổ nó đến niết bàn. Cái bản chất của đạo đây là dẫn đến lối thoát, diệt trừ phiền não, thoát ra cái khổ. Đó, ngoài ra cái đạo ở đây nó gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ta vẫn có thời gian cho giảng chi tiết, nhưng mà không có thời gian đâu. Thôi ngưng đi. Bữa nay quá rồi. Bữa nay là cũng hoàn tất cái bài chánh chi kiến đó. Thôi chúng ta bắt miệng đi ha, cho nó nhanh đi ha. Y đằng nô nha, y đằng hộ tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nô nha, y đằng hộ tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu xin cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối lợi lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.